chương 51, một quyền oanh bạo. Chu Hằng có thể không thèm để ý tu vi mình đã là tụ linh cảnh, chống lại người Bạch Ngọc Cốc, chỉ lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Hai người bừng bừng đi tới luyện võ trường, chỉ thấy người châu đầu đầy vào đây, giống như đệ tử ngoại môn đều tới đây. Chu Hằng sư huynh đến rồi, cũng không biết ai hô lên đầu tiên, lập tức, cả đám người nhường ra một con đường, chúng đệ tử nhau nhau nhìn về phía Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy kích động. Chu sư huynh, người rốt cục đã trở lại chỉ cần chu sư huynh đến nhất định có thể hung hăng giáo húng tên hỗn đảng này mọi người nhao nhao hoan hô nhìn những người này kích động không hề giả trong lòng chu hằng lại có chút cảm động chu sư đệ ngươi nhất định phải đã bại hắn mã vân long đi tới cánh tay phải đã bị cụp xuống rõ ràng đã bị trọng thương chúng ta đều đã tận lực tên khốn kia kiêu ngạo nhưng mà thực lực lại không kém ngươi không nên khinh thường quách cương cũng đi tới tay phải ôm ngực sắc mặt tái nhật ồ ngươi chính là tên Chu Hằng kia, một gã trẻ tuổi hai tay khoanh ngực, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn đi tới, tốt lắm, tốt lắm, ngươi còn dám trở về. Vậy để phương kiếm vũ ta đã bại ngươi, chuyện Chu Hằng đánh chết Kim Tu Minh ở Bạch Ngọc Cốc cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều kiên kỵ hắc thủy điện cường đại, Bạch Ngọc Cốc tuyệt không dám giết tới cửu Linh Tông, đương nhiên loại chuyện mất mặt này không truyền ra ngoài, người Bạch Ngọc Cốc sao lại tới đây. Chu Hằng căn bản không để người này ở trong lòng, mà quay đầu hỏi Thường Khang, đây là chỗ mà hắn không nghĩ ra, cửu Linh Tông cùng Bạch Ngọc Cốc cũng không phải là hàng xóm tốt gì, sao đột nhiên có người chạy tới khiêu khích, không biết sao lại vậy, Thanh Vân Tông và Bạch Ngọc Cốc cùng dắt nhau tới, đều mang theo đệ tử xuất sắc nhất khiêu chiến chúng ta, Thường Khang cũng vẻ mặt khó hiểu, không phải hai nhà bọn họ muốn hợp công chúng ta chứ, trầm tâm kỳ mắt đẹp nhìn chầm chầm chu hằng, nhưng trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay tên này đến rốt cuộc đi đâu, hỗn đảng. Phương kiếm vũ nổi giận gầm lên một tiếng, những người này lại dám coi như không thấy hắn, thật sự rất đáng ghét. Trong lúc trống giận, hắn cấp tốc bổ ra, mang theo một cổ kình phong đánh tới Chu Hằng, giống như chim ưng chụp thỏ, một bóng râm lập tức bao phủ đỉnh đầu Chu Hằng, cẩn thận, mấy người mã vân long đồng thời hét lớn, ha ha ha. Vô dụng, thân hình phương kiếm vũ đã sắp chụp xuống rồi, Chu Hằng nắm tay lại, một đấm đánh ra, thân hình phương kiếm vũ lập tức bị đẩy lui, nhưng thân thể còn chưa đứng vững, thình thịch một tiếng, cả người bị đánh cho tả tơi, hóa thành mưa máu rơi xuống, trong nháy mắt, mọi người đều bị dọa sợ cho ngây người, một quyền oanh bạo. Một quyền oanh bạo a, à. Chu Hằng quả thật lợi hại, mọi người đều cho rằng hắn là yêu nghiệt duy nhất có thể tranh chấp với Tỉnh Thiên, nhưng mà có yêu nghiệt hơn nữa cũng không đến mức một quyền đánh võ giả cùng dai thành thịt vụn đi, hơn nữa, hắn sao lại dám giết người chứ? Tuy rằng Cửu Linh Tông và Bạch Ngọc Cốc không hợp nhau, nhưng lần này đối phương mang danh nghĩa tỷ thí mà tới, hiện tại xảy ra án mạng liệu có dẫn phát chiến đấu giữa hai bên hay không? Nói không chừng cửu Linh Tông sẽ giao hắn ra để hòa giải, nhưng mà nói, một quyền oanh bạo tên Phương Kiếm Vũ kiêu ngạo vô cùng này, thật sự con bà nó hết giận, lúc trước bọn họ bị tên khốn kia làm cho tức muốn chết, ai không muốn có thần lực vô thượng một quyền đánh hắn nằm xuống chứ, sướng. Quá sung sướng, đây không phải là lực lượng luyện thể tầng chính một lão già áo xanh từ trên khán đài tà tà đáp xuống, ánh mắt tản ra hàng mang lành lạnh, khí thế đáng sợ từ trên người trào ra, giống như thực chất bức lui mọi người thường khang, trực tiếp hiện ra trước mặt Chu Hằng. Chiến đấu ở luyện võ trường đã có cường giả tụ linh cảnh tỏa trấn, để phòng ngừa tình huống xuất hiện án mạng, mà lão giả này chính là cường giả tụ linh cảnh của Bạch Ngọc Cốc, cũng tới đây bảo hộ và trấn giữ, Hồng Anh Toàn, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, đồng dạng có một lão nhân từ trên kháng đài hạ xuống, đó là trưởng lão Bách Nguyên của cửu Linh Tông. Hừ, nếu như công bình chiến một trận, lão Phu cũng không thể nói gì hơn, nhưng tu vi tiểu tử này là luyện thể tầng chính sao. Hồng Anh Toàn chỉ thẳng tay về phía Chu Hằng, khuôn mặt tràn ngập sát khí, phương kiếm vũ bị đánh chết chính là thiên tài mà Bạch Ngọc cốc dốc lòng bồi dưỡng, có hy vọng trước 50 tuổi tiến vào tụ linh cảnh, nhưng mà không nghĩ tới lại bị Chu Hằng giải quyết gọn sạch như vậy, một quyền oanh bạo hắn thân là người thủ hộ tự nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm món nợ này nhất định phải tính lên người chu hằng tiểu tử tự ngươi nói ngươi tu vi gì hồng anh toàn sắc mặt càng ngày càng lạnh sát khí không kìm được tràn ra bởi vì tiểu tử trước mặt này trước đó đã làm thịt hai người bạch ngọc cốc lão già kia dựa vào gì mà vên váo không xem ai ra gì ngươi là ai a à? chu hằng không chút yếu thế gạt tay trở về ở cùng con lừa đê tiện kia ba tháng hắn không thể tránh khỏi đã lây dính một chút giọng điệu nói chuyện của nó hồng anh toàn thiếu chút nữa tức chết hắn đường đường là cường giả tụ linh cảnh bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào ở trong mắt hắn chỉ là kiến hôi nhưng con kiến này lại dám khiêu khích hắn trước điều này làm sao bảo hắn không giận chỉ với những lời này của ngươi lão phu sẽ giết ngươi hắn giận dữ quát lên một tiếng vương tay đánh tới chu hằng thiên địa linh khí hội tụ trên đỉnh đầu chu hằng lập tức xuất hiện một bàn tay màu xanh to lớn hung hăng đập xuống đầu hắn, Hồng Anh Toàn, nơi này chính là cửu Linh Tông, Bách Nguyên hừ lạnh, tay phải chém ra, nên đón bàn tay xanh kia, thình thịch, trường kình của Bách Nguyên còn chưa vỗ tới, đã thấy Chu Hằng một quyền chỉ thiên, đón đỡ bàn tay màu xanh kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí đáng sợ đánh cho mọi người ngã trái ngã phải, còn có thể đứng, chỉ còn lại ba người, Hồng Anh Toàn, Bách Nguyên, Chu Hằng, mọi người nhao nhao bò dậy, khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ khó có thể cầm được. Chu Hằng không ngờ có thể cứng rắn chống lại công kích của cường giả tụ linh cảnh. Này 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 này, này là thật sao? Ngươi, ngươi là tụ linh cảnh. Hồng Anh toàn sắc mặt đại biến, có thể chống lại tụ linh cảnh chỉ có tụ linh cảnh. Cho dù là luyện thể tầng 12 đỉnh phong ở trước mặt tụ linh cảnh cũng không sửa đổi được vận mệnh con kiến. Lão lập tức giận tím mặt, quát, ngươi nếu là tụ linh cảnh, vì sao còn muốn luận bàn với một tiểu bối luyện thể tầng 9? không sợ mất mặt sao chu hằng cười ha ha nói lão già kia ngươi mắc mù sao rõ ràng là tên kia xuất thủ với ta trước đổi lại là ngươi ngươi sẽ nhịn sao vô nghĩa đương nhiên sẽ không nhịn cường giả tụ linh cảnh là cao cao tại thượng bực nào sao có thể dễ dàng tha thứ con kiến khiêu khích nhưng mà nói đi thì phải nói lại có con kiến nào dám khiêu khích cường giả tụ linh cảnh hừ ngươi không chứng minh thân phận ai biết ngươi là tụ linh cảnh Hồng Anh Toàn cũng không chịu thoái nhượng, hậu bối tiền đồ vô lượng như thế sao có thể chết vô ích, ngươi sao phải hạ sát thủ, cái này đúng là ngượng ngùng, không khống chế được lực lượng, Chu Hằng nhún vai, khuôn mặt tiếc nuối, hắn nói thật, hắn mới vào tụ linh cảnh, lực lượng tăng trưởng ít nhất gấp trăm lần, mặc dù dùng một thành lực lượng oanh kích phương kiếm vũ, nhưng mà lực lượng quá lớn, mà trên lệch này đối với võ giả luyện thể cảnh mà nói đều có tính hủy diệt, hỗn đảng, Hồng Anh Toàn giận đến điên cuồng không kìm nổi bật người lên, lại lần nữa phát động công kích đối với Chu Hằng. Lúc này, Bách Nguyên cũng không ngăn cản nữa, mà đã hoàn toàn bị chuyện Chu Hằng trở thành cường giả tụ linh cảnh mà khiếp sợ. Cường giả tụ linh cảnh 18 tuổi, không chỉ Bách Nguyên, mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không dám tiếp nhận chuyện này là thực. Năm tháng trước Chu Hằng mới vừa tiến vào cửu linh tông, tu vi luyện thể tầng 7, cũng chỉ đạt tới yêu cầu thấp nhất để nhập môn. Nhưng bây giờ không ngờ đã là tụ linh cảnh thế gian còn có chuyện khó tiếp nhận hơn vậy sao? Nhưng khi nhìn thấy chiến đấu Chu Hằng và Hồng Anh Toàn, ai còn dám một chút hoài nghi, dưới tụ linh cảnh chỉ là con kiến, đúng thật là tụ linh cảnh. Đúng thật là tụ linh cảnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có vài người phấn chấn, có vài người mất mát, giống như Thạch Thanh Phong lại trực tiếp thất hồn lạc phách, mà trầm tâm kỳ mắt đẹp sáng ngời, gương mặt xinh đẹp bừng bừng sinh khí, Chu Hằng tận tình đại chiến, sau khi tiến vào tụ linh cảnh hắn chưa cùng võ giả cùng giai chiến đấu qua, đối mặt với một cường giả tụ linh cảnh lâu đời, chiến ý của hắn xông lên chín tầng trời, bừng bừng chiến đấu, hắn không thèm trốn tránh, cũng không cần phi vân bộ, hai tay hóa quyền, không dùng huyết mạch lực, chỉ sử dụng lực lượng bình thường, không ngừng oanh kích, hồng anh toàn không kìm nổi nét mặt già nua biến sắc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn tự nhiên biết tỉ mỉ về chu hằng, đây chính là kẻ đã mưu hại hai thiếu cốc chủ nhưng mà theo tư liệu lúc trước điều tra được, tiểu tử này bất quá chỉ là luyện thể tầng 9, hiện tại mới qua 4 tháng, tiểu tử này sao lại đột phá tới tụ linh cảnh rồi, chẳng lẽ tụ linh cảnh dễ đột phá như vậy, không có khả năng, hắn 34 tuổi đã đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong, nhìn suốt 40 năm rốt cuộc mới đột phá tụ linh cảnh, trở thành đại năng có thể ngạo thị thiên hạ, mà nhìn quanh toàn bộ bạch ngọc cốc, những nhân trung hào kiệt năm đó tư chất ngang ngửa hắn cũng chỉ có một mình hắn bước ra được một bước này, những người khác đều dừng ở luyện thể tầng 12, đã sớm một nát với cỏ cây rồi, nhưng mà tiểu tử này 4 tháng liền từ luyện thể tầng 9 xông lên tụ linh cảnh, điều này ai có thể chấp nhận chứ, yêu nghiệp như thế, nhất định phải thừa dịp hắn chưa đủ lông cánh diệt trừ, nếu không, ngày sau ai có thể ngăn cản hắn. Đắc tội hắc thủy điện cố nhiên là đại họa, nhưng mà cùng lắm thì chuyển cốc, trong thiên hàng thành cũng không phải chỉ có một hắc thủy điện, giết, yes. trong mắt Hồng Anh toàn tràn ngập sát ý, dọc hai tay ngưng tụ vô số đạo hàng khí, hội tụ ở trên người hắn, trong nháy mắt hai bàn tay biến thành một mảng xương trắng, cẩn thận, đây là băng linh trưởng. Bị đánh trúng, hàng khí nhập thể, phản ứng sẽ chậm hơn, Bách Nguyên ở một bên nhắc nhở, chu hàng gật gật đầu, thân hình không lùi mà tiến đánh tới Hồng Anh toàn, biết rõ núi có hổ còn đi lên, tiểu tử này rốt cuộc quy mãnh hay là ngông cuồng, ha ha ha. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết, Hồng Anh toàn cười to, song trưởng đẩy mạnh tới Chu Hằng, chưa chắc, Chu Hằng vung quyền nên đón, ánh sáng vàng nhoáng lên một cái, huyết mạch lực cũng được phát động, chương 52, chém tụ linh. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, Hồng Anh Toàn và Chu Hằng đều thối lui hơn 10 bước, trên tay Chu Hằng ánh sáng vàng nhoáng lên một cái rồi biến mất, hai đấm không chút sức mẻ, không có thương thế gì, mà Hồng Anh toàn lại thảm, hai tay lại vặn vẹo, tay phải có một cái xương gãy đâm ra thịt, máu tươi đầm đìa, cái gì, Chu Hằng trong lúc cứng rắn đối chọi, chẳng những không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn đã thương Hồng Anh toàn, hừ, Hồng Anh toàn nhìn chầm chầm Chu Hằng một hồi, đột nhiên quay đầu bước đi, cũng không phải về phía chân núi, mà là chạy lên núi, còn muốn chạy, Chu Hằng cả người vọt lên, phi vân bộ phiêu hốt mau chóng đuổi theo Hồng Anh toàn, tiểu tử ngươi không cần quá đáng, Hồng Anh toàn thấy Chu Hằng đuổi giết, không khỏi vừa giận vừa sợ, nếu hắn không trở lại chiến đấu, chẳng phải là cho thấy hắn sợ Chu Hằng sao? Nhưng mà lúc nãy giao thủ, hắn đã thua nha, chê cười, ngươi nhiều lần ra tay với ta, còn có mặt mũi nói ta quá đáng, Chu Hằng cười lạnh, thân hình cấp tốc phút đi, tuy rằng tốc độ phi vân bộ tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà đang điền hắn gấp 8 lần người thường, để cho hắn dù mới bước vào tụ linh cảnh nhưng mà mức độ linh lực cũng không kém cạnh Hồng Anh Toàn. Bởi vậy, phi vân bộ chuyển động, thậm chí tốc độ của hắn còn nhanh hơn Hồng Anh Toàn. Một màn này là khiến mọi người đầu óc choáng váng, mắt thấy Chu Hằng đuổi tới gần, Hồng Anh Toàn chỉ có thể đứng lại chống đỡ, thình thịch, một kích va chạm, Hồng Anh Toàn sắc mặt tái biến, một cái xương ngón tay bị đánh cho bật ra khỏi da thịt, thân thể tiểu tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hồng Anh Toàn không khỏi hoảng sợ, băng linh trưởng của hắn tuy rằng không coi là võ kỹ thượng phẩm, nhưng cũng là cấp bậc trung phẩm, quy lực cũng không kém nổi nào à. Trừ phi, huyết mạch lực. Huyết mạch lực, hắn thất thanh la lên, chỉ có huyết mạch lực kế thừa mới cổ quái như vậy, nghe đồn trong truyền thuyết thậm chí có võ giả tụ linh nhất trọng thiên bằng vào huyết mạch lực đánh giết tụ linh tam trọng thiên, không thể địch, Hồng Anh Toàn lúc này không còn dám ứng chiến nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cốc chủ đại nhân còn có tông chủ Thanh Vân Tông đều ở trên núi này, chỉ cần gặp được bọn họ là an toàn. Mà hai vị đại năng sẽ cho phép Cửu Linh Tông xuất hiện người thứ hai có được huyết mạch lực linh thể sao? Đặc biệt người này đã tiến vào tụ linh cảnh, có thể vận dụng huyết mạch lực, Chu Hằng gào to một tiếng, toàn lực triển khai phi vân bộ, truy kích Hồng An Toàn, Kim Quyền không ngừng oanh kích tới Hồng An Toàn, từ dưới chân núi lên đến núi cũng mất tới năm, sáu dặm, mặc dù lên núi nhưng ở trong mắt cường giả tụ linh cảnh lại như dẫm trên đất bằng, nhiều nhất một hai phút là có thể chạy tới. Nhưng chỉ một hai phút này lại khiến Hồng Anh toàn lo lắng đề phòng, ba bốn lần đã từ cõi chết trở về, rốt cục, mảnh đất bằng phẳng đỉnh núi cũng ở trước mắt, khoảng cách lúc này chỉ khoảng ba bốn trăm thước, Hồng Anh toàn trong lòng buông lỏng, hai bàn tay hắn đã hoàn toàn bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, gần như mỗi một cái xương đều bị đánh gãy, mà đau đớn khiến hắn thiếu chút té xỉu, ngươi đi không được đâu chu hằng đuổi tới tiểu tử ngươi đừng quá lớn lối thiên hạ nhất định có người chế trụ được ngươi hồng anh toàn toàn lực chạy trốn chỉ có thể dùng mồm mép phân bua ít nhất không phải ngươi hai mắt chu hằng mở ra lăng thiên cửu thức kiếm ý đẩy ra chấn động tới phía hồng anh toàn ách thân hình hồng anh toàn lập tức bị kìm hãm hắn cảm giác được thiên địa linh khí dường như đang bài xích hắn khiến tốc độ hắn hơi chút giảm bớt nếu là lúc bình thường cũng không có gì nhưng bây giờ chính là thời điểm sống còn sao có phép trì trệ như vậy chu hằng đã giết tới tiểu tử lão phu liều mạng với ngươi hồng anh toàn gầm lên giận dữ thôi động xong trưởng hung hăng đánh về chu hằng đây là một kích tụ tập tu vi cả đời hắn một kích long trời lỡ đất chu hằng dũng cảm tiến tới vô vi thần thức tràn ra hắn như vạn mũi tên bắn một lượt du động trên không trung hoàn toàn né tránh được trưởng kình của hồng anh toàn cả người đáp xuống trước người đối phương quyền phải kim hóa một quyền toàn lực đánh ra thình thịch Hồng Anh toàn bay xẹt qua bầu trời, bắn về phía mảnh đất bằng phẳng, chỉ là vẫn rơi xuống cách đó một khoảng khá xa. Hắn dùng dằn bò dậy, vương tay phải máu thịt bầy nhầy, dường như đang lục lọi cái gì, nhìn về phía mảnh đất bằng nói, cốt, chủ, mới nói ra ra hai chữ, bắp thịt trên ngực hắn không ngờ rơi xuống, hiện ra một khung xương sườn đầm đìa máu, sau đó trong nháy mắt dập nát, cả người bết xuống đất, chết không thể chết thêm, một gã cường giả tụ linh cảnh cứ như vậy mà chết. Chu Hằng không chút để ý, thân hình nhấp nhô mấy cái, đã quay trở lại bình đài. Chỉ thấy bình đài to lớn tổng cộng trăm người, chia làm ba đoàn thể, trong đó có hai đoàn người ít hơn, đại khái chỉ có mười người. Hiển nhiên hai nhóm người này là Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông. Giữa mảnh đất bằng phẳng đang có hai người đang chiến đấu, bởi vì đánh nhau quá kịch liệt, cho nên không có ai chú ý Chu Hằng và Hồng Anh Toàn đang chiến đấu. Một nam nhân trong đó khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, mà đối thủ của hắn là một người trẻ tuổi 20 tuổi, bộ dáng lười biếng, chính là Tỉnh Thiên, tên này đã đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong, với nhãn lực bây giờ của Chu Hằng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Tỉnh Thiên, chỉ là tốc độ tiến cảnh của đối phương cũng làm hắn hoảng sợ, không hổ là người ở luyện thể cảnh có thể dẫn động huyết mạch lực, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, chiến đấu trên tràn kịch liệt vô cùng, hai đạo nhân ảnh như điện quang thạch hỏa đánh qua đánh lại. Tỉnh Thiên liên tiếp thối lui bảy bước, lạnh nhạt nói, ta thua, hắn lui qua một bên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết là đang khôi phục nguyên khí hay là tức dưỡng thương, không hổ là thanh vân tông cao đệ, tu vi chỉ sợ đã là nửa bước tụ linh cảnh rồi à, một lão nhân nhìn qua chừng 50 tuổi nói, ánh mắt đảo qua thanh niên chiến thắng Tỉnh Thiên, sau đó nhìn về phía Tỉnh Thiên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ dịu dàng, hắn là tông chủ cửu linh tông, lâm kiếm trần, Tỉnh Thiên là đệ tử cửa hắn mà bây giờ tuy rằng tên đệ tử này không địch lại đối phương, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy an ủi, ha ha, chỉ chiếm tiện nghi tu luyện nhiều hơn mấy năm mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Huynh, vị cao đồ này của ngươi đúng là khó có được, luyện thể tầng 12 đỉnh phong đã có thể cùng giao thủ với xích long nhiều chiêu như vậy, một lão nhân mặt trường bào màu xanh cười lớn nói, ánh mắt sắc bén đảo qua tỉnh thiên, trong mắt mịt mờ sát ý, thanh vân tông trưởng giáo phan bộ vân, hắn sao không thể không kiên kỵ. Thiên phú của Tỉnh Thiên từ sau trà đạo đại hội nữ nhân áo tím đã truyền khắp phong vũ thành, chỉ là ai cũng không nghĩ tới người này trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi từ luyện thể tầng 10 đột tiến đến luyện thể tầng 12 đỉnh phong, thiên phú như thế quả thực ngàn năm khó gặp, Tỉnh Thiên quả thật yêu nghiệt, nên biết rằng Xích Long đã bước một chân vào tụ linh cảnh, được vài lần linh khí thối thể, hoàn toàn nghiền ép bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào, không nghĩ tới lại thủ thắng Tỉnh Thiên, thiên tài như vậy nếu như sinh ra ở Bạch Ngọc Cốc như vậy sẽ toàn lực bồi dưỡng, nhưng mà cố tình lại xuất hiện ở cửu Linh Tông. Vậy chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt, ha ha, hai vị đều thu được đồ đệ tốt, chỉ có lão phu vẫn không thu được đệ tử vừa ý, lại một lão nhân mặt cẩm y cười lớn nói, trên lưng theo một đóa hoa bạch ngọc to lớn, đúng là bạch ngọc cốc cốc chủ kim đằng giật, hắn liếc nhìn tỉnh thiên, cũng khó nén sát khí, kế tiếp, có phải nên nói chuyện chính sự hay? Hả, kim đằng giật đột nhiên ngừng lại, Quay đầu lại nhìn về phía Tỉnh Thiên, không chỉ hắn, Lâm Kiếm Trần, Phan Bộ Vân, tất cả cường giả tụ linh cảnh đều nhìn về phía Tỉnh Thiên, không ngờ thu được cơ hội đột phá, Chu Hằng âm thầm liếu lưỡi, Tỉnh Thiên này thiên phú đúng là yêu nghiệt đến cực hạn rồi, không ngờ cùng cường giả nửa bước tụ linh chiến một trận lại chạm tới cánh cửa huyền bí của tụ linh cảnh, Chu Hằng, một đạo nhân ảnh bay tới, mùi thơm ập vào mũi, là đại tiểu thư Lâm Phất Hương. Lúc này nàng đã đạt tới luyện thể tầng 11, Xem ra sau khi đột phá đến luyện huyết cảnh, nàng cũng nhất phi trùng thiên, chỉ là so với Chu Hằng và Tỉnh Thiên, tốc độ tu luyện hết sức kinh người của nàng lại trở nên bình thường lại. Thật là ngươi a, à. Lâm Phất Hương đi quanh Chu Hằng hai vòng, ngươi sao lại chạy tới đây? Mau đi theo ta, nếu không để cha ta nhìn thấy đệ tử không có quy củ như vậy, khẳng định sẽ phạt ngươi một phen. Nàng cũng không tị hiềm, kéo Chu Hằng đi đến một góc, đột nhiên gương mặt xinh đẹp nghiêm lại, xú tiểu tử, kiếm ta đưa cho ngươi đâu?" Chu Hằng âm thầm kêu khổ, sao vừa trở lại cửu linh tông liền đụng phải vị đại tiểu thư này, hơn nữa trực tiếp hỏi Sương Hàng Kiếm, bảo hắn làm sao trả lời đây, để ở trong phòng rồi, hắn cái khó ló cái khôn vội vàng viện cái cớ, ồ, Lâm Phước Hương gật gật đầu, nghĩ lại tiểu tử này cất kỹ kiếm của nàng đi, chẳng phải cho thấy rất coi trọng nàng sao, nếu không bảo kiếm sắc bén như thế sao lại không cần, nghĩ như thế, nàng không khỏi vừa thẹn lại vừa loạn, thầm nghĩ tiểu tử này quá nóng nảy rồi. Không ngờ ở trước mặt mọi người thổ lộ với nàng, tên khốn này, Bổng Tiểu Thư còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu, tại sao lại nhanh như vậy? Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu không ngừng dậm chân, hồ đồ không chú ý tới Chu Hằng đã đi tới trung ương mảnh đất bằng phẳng, bỗng nhiên nhìn thấy một người tùy tùy tiện tiện đi tới, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ, đợi thấy rõ là một người trẻ 20 tuổi, trong lòng đều nổi giận, thầm nghĩ đây là trường hợp trọng yếu gì, sao bỗng nhiên lại có một tên thất thất thố thố chạy tới? Tông chủ, một đạo nhân ảnh xẹt qua, là Bách Nguyên, hắn phải dặn dò những đệ tử ngoại môn kia không được lộn xộn, tự nhiên tới chậm hơn nhiều, ngươi tại sao cũng tới? Phía dưới đã luận bàn xong rồi sao? Lâm Kiếm Trần không khỏi kỳ quái, sao chỉ có một mình ngươi? Kim Đằng giật ngắt lời hỏi, hắn nghĩ nếu như Bách Nguyên đến, như vậy Hồng Anh toàn hẳn phải cũng tới. Này, Bách Nguyên không khỏi chần chờ, một già một trẻ của Bạch Ngọc Cốc đã bị ta làm thịt, sẽ không tới nữa. Chu Hằng tiếp lời nói, "Cái gì? Một viên đá ném đổi lên ngàn đợt sóng?" Toàn trường lập tức yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt quá dị nhìn Chu Hằng. "Đùa gì thế?" Chu Hằng lạnh lạnh cười, ánh mắt đảo qua một vòng đám người bạch ngọc cốc nói, "Kim Tu Long có tới không? Ta còn có một món nợ muốn tính với hắn." Chương 53: Đại chấn kinh. "Ngươi là Chu Hằng sao?" Một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi từ trong đám người bạch ngọc cốc đi ra, hắn có vài phần giống với Kim Đằng Dật hắn lạnh lùng nhìn chu hằng nói thật to gan còn dám khiêu khích ta chuyện chu hằng giết kim tu minh cũng không truyền rộng ra cửu linh tông nhưng mà cấp bậc tụ linh cảnh sao có thể không biết dù sao chuyện này ở bạch ngọc cất cũng không phải bí mật gì nếu như ngay cả tin tức này đều không rõ cửu linh tông cũng không cần lăn lộn nữa lâm kiếm trần nhướng mày hắn tự nhiên nghe nói qua tên chu hằng tiểu tử này như là kỳ nhân truyền thụ cho ái nữ mình phi bột kiếm pháp hoàn chỉnh lại tìm cho cửu linh tông một quặng mỏ địa nham vân thạch sau khi gia nhập cửu linh tông một lần hành động trở thành đệ tử đứng đầu ngoại môn sau đó liền gây đại họa làm thịt nhị thiếu chủ bạch ngọc cốc vốn còn tưởng hắn chạy tới hắc thủy điện để tránh nạn nhưng sao bỗng nhiên lại chạy tới đây người này hắn phải dạy chu hằng không được không lớn không nhỏ còn không mau mau xuống dưới đi lâm kiếm trần quát khẽ chu hằng nhìn hắn cảm kích tuy nhiên cũng không có ý chấm dứt gây chiến ánh mắt nhìn chầm chầm kim tu long nói, nửa năm trước, ngươi đã thương phụ thân ta, làm hại cha ta thiếu chút nữa bỏ mình, thù cha bất cộng đái thiên, món nợ này hôm nay tính với ngươi. Ha ha ha, Kim Tu Long cười to, đi nhanh đến chỗ Chu Hằng nói, người chết ở trong tay ta nhiều lắm, nhưng ta lại không nhớ rõ có một người như thế. Tuy nhiên, nếu còn chưa chết, vậy chờ ta làm thịt ngươi liền tới xử lý toàn bộ nhà ngươi, ngươi giết đệ đệ của ta, tuy rằng đó là một tên không ra hồn, nhưng cũng là đệ đệ ta, hắn lạnh giọng nói, cho nên, ta sẽ nghiền tay chân ngươi thành phấn vụn, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đủ rồi, nơi này là cửu linh tông ta, không phải bạch ngọc cốc các ngươi, lâm kiếm trần vẻ mặt giận dữ, khí tức tụ linh tam trọng thiên giống như biển rộng điên cuồng gào thét, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mảnh đất bằng phẳng, lâm huynh, người này giết con ta, xin chớ nhúng tay, kim đằng giật vọt ra chặn lại, Đồng dạng bột phát ra khí thế bá đạo tụ linh tam trọng thiên chống lại lâm kiếm trần nói Còn có, quạng mỏ địa nham vân thạch bản cốc muốn có ba thành Bổn tông cũng muốn ba thành Phan bộ vân chen lời nói Thì ra là thế Trách không được hai đại tông môn đột nhiên chạy tới luận bàn Thì ra là đến khoe ra vũ lực Tin tức địa nham vân thạch quạng mỏ dù sao cũng không giấu mãi được Tài phú lớn như vậy sao có thể không khiến hai đại tông môn động tâm Ha ha, hai vị vậy là muốn ép ta xuất thủ Lâm Kiếm Trần cười lạnh nói, thực lực ba người bọn họ vốn sàn sàn như nhau, lấy một địch hai hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà sau khi phi bột kiếm pháp đã được cải tiến, phẩm cấp tăng lên một bậc, uy lực cũng tăng nhiều, khiến hắn tràn đầy tin tưởng, thình thịch, một cổ sóng xung kích vọt tới, ba người đồng thời dừng tranh chấp, quay đầu nhìn về giữa sân, chỉ thấy Chu Hằng và Kim Tu Long đã chiến đấu với nhau, cái gì, mọi người đều có cảm giác muốn ngất chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là một con heo bay trên trời, tràn đầy khó tin. Chu Hằng không ngờ cùng Kim Tu Minh chiến đấu, lúc trước Tỉnh Thiên có thể chống lại nửa bước tụ linh cảnh đã khiến mọi người giật mình chết khiếp, hiện tại không ngờ chạy ra thêm một tên yêu nghiệt, tuổi tác không xê xích lắm, nhưng lại có thể chống lại tụ linh cảnh chân chính, nên biết rằng Kim Tu Long Kỳ thật đã 57 tuổi, chỉ là 6 năm trước đột phá đến tụ linh cảnh ăn một ít dược vật đặc thù, cho nên nhìn qua mới hơn 30 tuổi. 51 tuổi đột phá tụ linh cảnh, nhân vật như vậy ở trong tam đại tông môn cho dù không sắp xếp thứ nhất thì cũng không kém nhiều lắm, tuyệt đối là cấp bậc thiên tài. Mà 6 năm qua, Kim Tu Long cũng đạt tới tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội đột phá, nhưng mà Chu Hằng không ngờ đánh ngang ngửa với hắn, đây cũng không phải là nửa bước tụ linh cảnh có thể làm được, nửa bước chính là nửa bước, chỉ là tương đối với luyện thể cảnh mà nói, ở trước mặt cường giả tụ linh cảnh chân chính nếu không bước ra được một bước này thì chiến lực căn bản không thể so sánh nổi. Nói cách khác, Chu Hằng chính là tụ linh cảnh thứ thiệt, triết, tụ linh cảnh không đầy 20, cửu linh tông đây là muốn nghịch thiên sao, đã có một tỉnh thiên, hiện tại lại thêm một Chu Hằng, hơn nữa càng thêm yêu nghiệt, có chút ý tứ, Kim Tu Long bỗng nhiên dừng lại, tay phải vươn ra, nắm lại tiếp đó mở ra, lòng bàn tay không ngờ trở nên đỏ thẫm, giống như đang bốc cháy vậy, xích diễm phần tâm trưởng, tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Cốc võ kỹ thượng phẩm hắn muốn động thật chu hằng cười lạnh cũng đưa tay phải ra nắm tay cũng không mở ra một ngọn lửa chân chính bốc lên nắm đấm chớp động ngọn lửa màu tím cao thấp đã phân máu huyết mạch lực bốn phía lập tức ồ lên võ kỹ tuyệt đối không thể có được uy lực đáng sợ như vậy ít nhất võ kỹ thượng phẩm tuyệt đối không được bởi vậy đây tất nhiên là huyết mạch lực linh thể trời sinh hừ cửu linh tông không ngờ có hai linh thể nhất thiết phải diệt trừ bằng không ngày sau tất thành họa lớn, hai đại trận doanh Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông lập tức thấp giọng trao đổi, hai linh thể nếu để trưởng thành thì tiềm lực quá lớn, thì tính sao, Kim Tu Long Ngạo Nghệ nói, vẻ mặt tự tin, chỉ mới vừa vào tụ linh cảnh, có thể sánh với ta sao, hắn gào to một tiếng, vọt thẳng tới Chu Hằng, hai bàn tay lóng lánh ánh sáng đỏ úp tới, thình thịch, Chu Hằng vũ động hai đấm đón đỡ, hắn cũng không dùng võ kỹ gì, lửa tím bùng cháy, đón đánh xong trưởng Kim Tu Long quyền trưởng tương giao, từng đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức chấn ra bốn phương tám hướng, chấn cho một mảnh người ngã chổng vó, tên này không ngờ tiến vào tụ linh cảnh, Lâm Phước Hương từ thẹn thùng tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đáng ghét, bổn tiểu thư bế quan hơn hai tháng mới đột phá luyện huyết cảnh, còn tưởng rằng có thể đạp lên đầu tên khốn này, lại dám làm hại bổn tiểu thư mừng hụt, nhất định phải mắng hắn một trận, nàng hung tợn nghĩ không biết tại sao, trong lòng còn có chút vui sướng nói không nên lời. Chu Hằng thu hồi nắm tay, tử hỏa bùng cháy, không chút bị thương, chỉ là không địch lại lực lượng Kim Tu Long bị chấn lui hơn 10 bước. Dù sao, đối phương đã đạt đến tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà hắn chỉ mới vừa vào tụ linh cảnh, không gian đang điền lớn gấp 8 lần cũng không thể bù lại. Cái ưu thế này phải cần thời gian tích lũy mới được. Khoát lát, Chu Hằng lạnh lùng nói, đối phương đã tế xuất tuyệt chiêu xích diễm phần tâm trưởng của Bạch Ngọc Cốc, mà hắn chỉ dùng tử hỏa mà thôi, còn có kim loại hóa thân, những đại sát chiêu phi vân bộ, lăng thiên cửu thức còn chưa dùng, đương nhiên còn có hắc kiếm, thần binh lợi khí chân chánh, cho dù tụ linh cảnh cũng có thể chém. Tuy nhiên, vũ khí bí mật này hắn phải giữ lại để đối phó kim đằng giật, cũng không thể lập tức xuất ra toàn bộ lá bài tẩy của mình, tiểu tạp chủng, thật ngông cuồng, kim tu long lạnh lùng nói, song trưởng cuộn ra, giết tới chu hằng, giết ngươi chỉ như giết cho gà mà thôi. Chu Hằng lửa giận trong lòng bạo dũng, cảnh tượng Chu Định Hải nằm triền miên ở trên giường bệnh hiện ra trước mắt, chiến ý cùng thăng, chủ động phát động công kích, ta thừa nhận huyết mạch lực cường đại, tuy nhiên linh thể cũng chia cao thấp, ngươi còn kém xa lắm, Kim Tu Long song trưởng càng đánh càng lớn, giống như hai thanh búa nặng hơn nữa còn là hai thanh búa lửa cháy bùng bùng, phi vân bộ, thân hình Chu Hằng lướt đi, mỗi một bước bước ra đều khiến người ta kinh ngạc lạ thường, lại ảo diệu tới mức tận cùng tránh được toàn bộ công kích của Kim Tu Long, cứ như vậy chính diện đột phá không chút vòng vo, làm sao có thể, mọi người nhìn một màn này mà đều trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy quỷ, ai cũng biết, công kích trên đời cũng không phải hoàn mỹ, chiêu thức với chiêu thức cũng không thể gắn kết hoàn mỹ, trên lý thuyết quả thật có thể lợi dụng được sở hở này để trực tiếp tiến tới, nhưng mà tu vi Kim Tu Long chính là tụ linh nhất trọng thiên A, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn Chu Hằng gần như một tiểu cảnh giới muốn trong công kích của hắn tìm ra sơ hở, đồng thời một đường tiến mạnh quả thực là thần tích, có được huyết mạch lực linh thể đã đủ kinh khủng rồi, cộng thêm ngộ tính chiến đấu đáng sợ này, hoàn toàn có thể khiến địch nhân của hắn ăn ngủ không yên. Chu Hằng đã lớn đến trước người Kim Tu Long, nắm tay đánh ra, Kim Tu Long kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui về phía sau. Chu Hằng từng bước ép sát, hai đấm như mưa rền gió giữ oanh kích, tử hỏa bùng lên, mỗi một quyền đều dẫn động thiên địa linh khí, mênh mông đáng sợ đủ rồi, Kim Đằng giật sắc mặt khó coi quát ngưng, con trai mình rõ ràng cảnh giới rất cao, lại bị người khác đánh cho áp đảo, điều này làm sao bảo hắn không đỏ mặt. Nếu không phải vì thân phận, hắn đã tự mình ra tay rồi, nhưng bây giờ cũng không phải hắn muốn ngưng chiến là ngưng được, Chu Hằng không hề có ý thu tay lại ý, vẫn một mực quanh kích Kim Tu Minh, hừ, tưởng lời của bổn tọa là gió thoảng bên tai sao, Kim Đằng giật mặt lạnh lùng nói, hắn đang lo không có cớ ra tay, Kim Huynh tiểu bối tranh đấu, làm trưởng bối cần gì phải nhúng tay. Lâm kiếm trần mỉm cười, bước ra chặn đường kim đằng giật, cãi nhau ầm ĩ. Chu hàng tiểu tử kia luôn miệng nói muốn lấy mạng con mình, vậy còn là đùa giỡn. Lâm huynh, mau ngăn cản trận chiến này, nếu không, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim đằng giật nóng nảy, tình huống còn mình càng ngày càng gay, rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Mang cao thủ đến bổn tông cưỡng ép, khi bổn tọa là tượng đất muốn bóp thế nào thì bóp sao. Lâm kiếm trần lành lạnh nói, thân là tông chủ, hắn sao có thể để không nổi giận. Hắn không có khả năng ra tay với Kim Tu Long, đó là ý lớn hiếp nhỏ, Bạch Ngọc Cốc cũng có bối cảnh rất cường đại, nhưng nếu đổi lại là Chu Hằng ra tay thì không thành vấn đề, Bạch Ngọc Cốc có hậu trường, chẳng lẽ cửu Linh Tông không có sao, muốn tranh, mọi người cùng tranh, đừng tưởng ý lớn hiếp nhỏ, như vậy hậu trường song phương sẽ không nói gì, trong lúc nói chuyện, Chu Hằng càng đánh càng hăng, khiến cho kim tu long không thể lui được nữa long nhi kim đằng giật giận dữ quát một tiếng mạnh mẽ áp chế lửa giận nói mang long nhi về cho bổn tọa vâng cốc chủ kim đằng giật cũng không phải lẽ loi một mình hắn lập tức quay đầu nói với người bên cạnh bổn tọa cũng đã nói chuyện giữa tiểu bối với nhau trưởng bối không nên nhúng tay lâm kiếm trần phất phất tay cường giả tụ linh cảnh cửu linh tông cũng đứng dậy chết đúng lúc này lửa giận toàn thân Chu Hằng hoàn toàn dung nhập vào trong một quyền đánh ra, chương 54, lại giết thêm một con trai. Một quyền như đốn lửa rơi xuống, lửa tím lóa mắt, Kim Tu Long không thể lui được nữa, lên cũng không lên được, chỉ có thể cứng rắn đánh ra một chưởng chống đỡ, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn thân là thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc, lại từ rất sớm đột phá tụ linh cảnh, làm người tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, chưa từng bị người ta áp đảo như thế, một tiếng nổ trầm đục vang lên, một quyền của Chu Hằng trực tiếp xuyên qua phòng thủ của Kim Tu Long nên lên ngực hắn, thân thể Kim Tu Long lập tức rung lên, cả người bị đánh bay lên, trên không trung vẽ lên một vòng cung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Hắn dùng dằn bò dậy, vừa liên tục ho khan vừa nôn ra máu tươi, sắc mặt đầu tiên đỏ bừng, tiếp đó trở nên trắng bệt, Kim Tu Long tiến lên trước một bước, ngón tay run run chỉ thẳng Chu Hằng nói, ngươi, thân hình thẳng tắp ngã lăn trên đất, không thể đứng lên được nữa, Long Nhi. Kim đằng giật gầm lên giận dữ bổ nhào tới phía Kim Tu Long, lần này Lâm Kiếm Trần không ngăn trở nữa, bởi vì Kim Tu Long đã không còn khí tức, tử hỏa đốt cháy tim hắn, đã chết, tiểu súc sinh, lão phu muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu, phàm là người họ chu giết chết toàn bộ, trên khuôn mặt già nua Kim đằng giật đằng đằng sát khí, hắn chỉ có hai đứa con trai, đứa nhỏ mấy tháng trước đã bị chu hằng đánh giết, không nghĩ tới đứa con lớn cũng chết trong tay chu hằng, đó là mối hận bất cộng đái thiên lão nhanh bổ tới kình phong gào thét không khí giống như bị xé rách vậy kim huynh đừng quên đây là cửu linh tông lâm kiếm trần lại chặn đường kim đằng giật lâm kiếm trần ngươi muốn chết kim đằng giật hoàn toàn trở mặt hai đứa con trai đều đã chết hết tự nhiên hắn vô cùng điên cuồng chu hằng lại đứng dậy nói tông chủ hãy để cho ta đánh với hắn một trận hắn nhất định phải xử lý kim đằng giật nếu không lão gia hỏa này điên cuồng trả thù chu gia tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp mặc dù hắn không có cảm tình quá sâu với Chu gia, nhưng mà cũng không mong vì vậy mà khiến Chu gia bị hủy diệt, lại nói, Chu Định Hải đang ở Chu gia, ngươi, Lâm Kiếm Trần sửng sốt, không nghĩ tới Chu Hằng cũng dám chiến đấu với Kim Đằng Dật, xin tông chủ hãy thành toàn, Chu Hằng ôm quyền thi lễ, Lâm Kiếm Trần năm lần bảy lượt bảo vệ hắn, phần nhân tình này hắn lĩnh, Lâm Kiếm Trần trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản nữa, mà bước qua một bên, tiểu súc sinh, dũng khí thật lớn, tuy nhiên ngươi nhất định phải chết. Kim đằng giật nhúng chân một cái, thân hình lập tức vọt lên, tốc độ cực nhanh. Tụ linh tam trọng thiên hoàn toàn không phải tụ linh nhất trọng thiên có thể sánh được, lực lượng trên lệch ít nhất 7, 8 lần. Chu Hằng dưới chân chấp động, phát huy phi vân bộ đến huyền diệu cực hạn, nhiều lần tránh được công kích của kim đằng giật, giống như đang đạp trên mũi đao, chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, nhưng mà nó vẫn không xảy ra, thì ra là thế, lâm kiếm trần âm thầm gật đầu, có được thân pháp thần kỳ như vậy, Chu Hằng quả thật có tư cách khiêu chiến với cường giả tụ linh tam trọng thiên. Tuy nhiên, nếu như kim đằng giật biến đổi phương thức công kích khác thì, vù, hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy kim đằng giật đã thay đổi công kích, tay phải vừa lật, trên bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay to màu đỏ thẩm, hung hăng đè xuống Chu Hằng, bàn tay này khoảng mấy trượng vuông, mặc cho Chu Hằng bộ pháp có huyền diệu hơn nữa thì có ích gì. Tuy rằng công kích như vậy lực lượng sẽ phân tán, nhưng mà với thực lực của kim đằng giật thì chu hằng cũng không sánh nổi cho dù lực lượng phân tán cũng đủ khiến hắn trọng thương thậm chí giết chết chu hằng đây là chuyện mà lâm kiếm trần lo lắng khi lực lượng trên lệch đạt tới trình độ nhất định như vậy tuyệt đối là nghiền ép một chưởng chụp xuống ầm một tiếng đổ vang lên toàn bộ đỉnh núi cửu linh tông rung lắc vài cái chỗ chu hằng đứng lại xuất hiện một cái hố sâu vuông năm thước triết khi mọi người thấy bóng người ngạo nghễ đứng ở trong miệng hố sâu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Chu Hằng không ngờ không chết, hắn lúc này, trên hai nắm đấm lóng lánh ánh sáng vàng bóng, cả người phát ra ánh sáng xanh ngọc, giống như thần nhân trên trời giáng thế, thần uy lẫm liệt, tại sao lại như vậy? Huyết mạch lực, loại huyết mạch lực thứ hai, Song, Song linh thể, sau một lúc im bặt, trong đoàn người vang lên tiếng cả kinh, mọi người tràn đầy kinh ngạc, toàn bộ hàng thương quốc người có được huyết mạch lực cũng chỉ có một vạn, mà đồng thời có được hai loại huyết mạch lực Song linh thể nghe cũng chưa nghe nói qua tỉnh thiên quả thật yêu nghiệt nhưng mà so với chu hằng thì lại kém xa đây mới là yêu nghiệt chân chính a chu hằng thân hình rung lên khóe miệng rỉ máu bị một chưởng chụp xuống nhưng mà hắn chỉ bị thương nhẹ đúng vậy giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa cho dù kim đằng giật phân tán lực lượng nhưng mà cứng rắn ăn một kích này lai không bị thương sao công bình mà nói Tụ linh nhất trọng thiên sơ kỳ nào có thể cứng rắn ăn một kích toàn lực của cường giả tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong mà miệng chỉ rỉ máu, một màn này khiến mọi người chấn động sâu sắc, đó là một kỳ tích, tiểu súc sinh, càng không thể lưu lại ngươi được, trong mắt kim đằng giật sát khí bén nhọn, yêu nghiệp như vậy nếu không sớm diệt trừ, hắn sẽ ăn ngủ không yên, ầm, um, ầm, um, ầm, um. hắn song trưởng cuồng cuộn vũ động, lại một bàn tay từ trên trời giáng xuống hắn phát huy xích diễm phần tâm trưởng đến cực hạn. Cha, ngươi nhanh đi giúp tiểu tử đáng ghét kia một tay. Lâm Phức Hương chạy đến bên cạnh Lâm Kiếm Trần, giật góc áo phụ thân mình nói, không cần lo lắng, tiểu tử kia không chết được. Lâm Kiếm Trần mỉm cười, kỳ thật con gái không yêu cầu, hắn cũng sẽ không để một thiên tài siêu cấp chu hằng chết như vậy, khẳng định sẽ tương trợ trong lúc đối phương nguy cấp. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt quan ái của con gái, trong lòng hắn vừa động, hỏi, tiểu hương, ngươi có phải thích tiểu tử kia hay không? Cái gì? Ta mà thích tên đại ngốc đó, Lâm Phất Hương lập tức cáo giận nói, phi phi phi, phụ thân ngươi không thể nói bậy nói bạ, ta chỉ là nể tình hắn từng giúp ta vài lần, cho nên mới cầu tình cho hắn, phi, ngẫm lại tiểu tử kia đáng ghét như thế, cha, ngươi vẫn nên đừng cứu hắn, được, Lâm kiếm trần ứng một tiếng, Lâm Phất Hương lập tức há hốc mồm, nhưng khi nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Lâm kiếm trần, lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy, không khỏi vừa thẹn vừa giận, dậm chân bịch bịch, thân hình Chu Hằng liên tục di chuyển, tránh được kim đằng giật vài lần oanh kích, nhưng phạm vi trưởng lực đối phương quá lớn, hơn nữa dù sao thực lực đối phương mạnh hơn hắn nhiều, tốc độ trưởng kình đánh tới cũng rất nhanh, hắn tránh né càng thêm khó, cuối cùng khó tránh khỏi phải cứng rắn chống đỡ vài lần công kích, mỗi lần cứng rắn chống đỡ, tuy rằng dựa vào kim loại hóa thân cùng minh ngọc công triệt tiêu bảy tám thành lực lượng, nhưng mà vẫn khiến hắn liên tục nôn ra máu, hơn nữa, linh lực tiêu hao quá lớn, sau khi tiến vào tụ linh cảnh, võ giả có thể kết nối với thiên địa, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu linh khí xung quanh, cho nên nói không sợ thiếu thốn lực lượng, nhưng bây giờ Chu Hằng tiêu hao quá lớn, lớn đến mức tốc độ bổ sung xa xa không kịp, chỉ 4 năm phút đồng hồ đã khiến hắn mồ hôi đầm đìa, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị kim đằng giật hao chết, phải ra tuyệt chiêu, Chu Hằng quyết định lại không chú ý tới bốn người chung quanh hai mắt đều như muốn trừng ra ngoài. Ai đã từng thấy một tụ linh nhất trọng thiên có thể cùng tụ linh tam trọng thiên cứng rắn chống đỡ lâu như vậy chưa? Kim đằng giật tuyệt đối toàn lực ứng phó, lại chậm chạp không thể giết chết chu hằng, như vậy sao không khiến ánh mắt mọi người lòi ra, tiểu súc sinh, lão phu tiễn ngươi ra đi. Kim đằng giật công kích hồi lâu mà không được, nét mặt già nua cũng giận tới đỏ bừng, một khi nổi dân thì rất dọa người A thứ hai lực lượng tiêu hao rất lớn toàn lực oanh kích như thế cũng gây cho hắn gánh nặng không nhỏ ông một thanh trường đao sáng như nước đột nhiên hiện lên kim đằng giật một tay chụp lấy tay trái vẫn không ngừng dùng chưởng oanh kích tới chu hằng tay phải lại quơ trường đao chém tới chu hằng đao khí tung hoành diễn hóa thành thực chất tạo thành một thanh trường đao giống như vạn mũi tên bắn một lượt bổ tới chu hằng pháp khí mọi người ai cũng cả kinh kêu lên chỉ có pháp khí mới có thể cất chứa trong không gian đang điền, mà pháp khí lại có thể gia tăng chiến lực võ giả. Cho dù đây chỉ là pháp khí thấp nhất, nhưng mà cũng có thể đề thăng một thành chiến lực. Cũng chớ xem thường một thành chiến lực này. Thực lực chu hằng và kim đằng dật vốn đã chênh lệch rất lớn, một thành chiến lực này hoàn toàn có thể cải biến chiến cuộc, hoặc là nói tăng nhanh thời gian chu hằng bại vong. Kim đằng dật thật sự hận thấu xương chu hằng, chỉ lớn hiếp nhỏ không nói, lại còn tế ra pháp khí trước. Kim Huynh, chỉ điểm hậu bối một chút mà thôi, làm gì phải đem pháp khí ra, không sợ bị người chê cười sao. Lâm kiếm trần nhẹ nhàng vọt ra, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, đây là pháp khí của hắn. Lâm Huynh, bổn tọa vừa lúc có chút ngứa tay, muốn cùng ngươi đánh hai chiêu. Phan Bộ Vân vừa lúc tiến tới chỗ Lâm kiếm trần, tay cầm một cây trường tiên màu đen. Hắn tuyệt không cho phép cửu linh tông xuất hiện hai đại thiên tài. Hai đại tông chủ xa xa nhìn nhau, cũng không ra tay, nhưng một cổ khí tức đáng sợ lại lưu động giữa hai người như có thể nghiền nát tất cả đi ra chu hằng hét lớn một tiếng đoạn kiếm màu đen trong đan điền rung lên bỗng nhiên đi ra trước mặt hắn dết lăng thiên cửu thức kiếm ra kiếm ý mênh mông từ chu hằng trảm ra một thức lại một thức lực lượng chồng chất chu hằng chân đạp phi vân bộ điên cuồng chém tới kim đằng giật đây là kiếm pháp gì ta sao có cảm giác như thiên địa sụp đổ trấn áp về phía ta ối mắt ta đau quá không nên nhìn vào thanh kiếm kia, nó quá tà. Trong tiếng kinh hô, Chu Hằng đã giết tới gần kim đằng giật, Lăng Thiên Cửu Thức đã chồng đến thức thứ bảy, quy lực mạnh không thể đo được, muốn chết, kim đằng giật hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không bị khí thế của Chu Hằng hù dọa. Tụ linh nhất trọng thiên dù sao chỉ là tụ linh nhất trọng thiên, lực lượng có thể mạnh tới đâu. Cho dù có được nhất phẩm pháp khí thì thế nào, chiến lực tăng lên cũng không bù lại được trên lệch cảnh giới. Muốn dùng khí thế dọa hắn, đừng quên, hắn chính là cốc chủ bạch ngọc cốc, cho tới bây giờ chỉ có hắn dọa người khác mà thôi, đao vung lên chém xuống, hắn muốn một đao chém chu hằng thành hai đoạn, choang, kiếm đao chạm nhau, giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua đậu hũ, trường đao không hề có chút trì hoãn bị cắt thành hai đoạn, hắc kiếm không thể ngăn cản chém tới thân thể kim đằng giật, cái gì, kim đằng giật sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn lui nữa là không thể nào, chỉ có thể vận chuyển linh khí cứng rắn chống đỡ, rệt, hắc kiếm xẹt qua chương 55, cả ba đều chết. Kim đằng giật kinh ngạc nhìn Chu Hằng, thân thể uốn éo, cả nửa người mới rơi xuống, đường đường là cường giả tụ linh tam trọng thiên, không ngờ bị một kiếm chém thành hai đoạn, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, cho dù Lâm Kiếm Trần và Phan Bộ Vân đều ngừng dằn co, nhìn sang hướng Chu Hằng, một mảnh yên tĩnh, ai có thể nghĩ đến, chẳng những Chu Hằng có thể cùng Kim đằng giật chống lại, thậm chí còn chém chết đối phương, đừng nói tụ linh tam trọng thiên, cho dù tụ linh nhị trọng thiên chống lại tụ linh nhất trọng thiên cũng bị hoàn toàn nghiền ép tiểu tử này là yêu nghiệp gì sao lại có chiến lực đáng sợ như thế chu hằng ánh mắt băng lãnh như kiếm mạnh mẽ đè ép lực lượng hao hết không để cho người khác nhìn ra một tia manh mối hắn lúc này không thể lộ ra thái độ suy yếu nếu không người bạch ngọc cốc và thanh vân tông khẳng định sẽ cùng lên miễn cưỡng khôi phục một tia lực lượng hắn xoay người lại đảo qua đám người bạch ngọc cốc một vòng nói đây là ân oán của ta với Kim Gia, tới đây coi như kết thúc. Nếu các ngươi muốn báo thù cho hai cha con này, ta không ngại giết Bạch Ngọc Cốc một trận, đánh giết Kim Đằng Giật, lúc này Chu Hằng khí thế bừng bừng, khí phách như núi, chấn nhiếp đám người Bạch Ngọc Cốc một câu nói cũng không dám nói, còn có thể nói gì, ngay cả Kim Đằng Giật đều bị chém, hơn nữa còn là chính diện giao phong, ngay cả người và pháp khí đều bị chém. Toàn bộ Bạch Ngọc Cốc bây giờ còn có người cường đại hơn Kim Đằng Giật sao? Ở dưới sự chỉ huy của một trưởng lão, toàn bộ người Bạch Ngọc Cốc lui đi, thuận tiện mang thi thể phụ tử Kim Đằng giật đi. Mà Phan Bộ Vân thật sâu nhìn Chu Hằng mấy lần, cũng mang theo người Thanh Vân Tông rời đi, còn dư lại, tất cả đều là người Cửu Linh Tông, những người này đều đờ người nhìn Chu Hằng, mỗi người đều mất đi khả năng nói chuyện, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lâm Kiếm Trần nhìn chầm chầm Chu Hằng hít một hơi thật sâu, cuối cùng phá vỡ trầm mặt, Chu Hằng cầu còn không được, liền vội vàng thu hắc kiếm vào không gian đang điền, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn biến sắc, bởi vì đoạn kiếm màu đen đột nhiên phóng ra lực lượng vô cùng cường đại, đây là chuyện gì xảy ra, hắc kiếm đã sớm ngừng cung ứng lực lượng, sao đột nhiên lại cung cấp nữa chứ, chẳng lẽ là hắn chém giết kim đằng giật, hắn biết, thanh hắc kiếm này có được năng lực hấp thu lực lượng, lúc trước 10 năm khổ tu của hắn bị nó hút hết không còn chút nào. Chẳng lẽ nói khi hắc kiếm chém lên người kim đằng giật, đồng thời cũng hấp thu lực lượng đối phương lại. Đây, đây là năng lực tà ác đáng sợ cỡ nào. Trong nháy mắt trong lòng Chu Hằng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng mà vẻ mặt lại không chút thay đổi, triển khai phi vân bộ, hắn nhanh chóng chạy xuống núi, về tới viện tử của mình. Với uy thế của hắn lúc này, cũng không có kẻ nào dám tới quấy rầy hắn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết, không ngừng chuyển hóa lực lượng cùng cuộn hắc kiếm thả ra thành linh lực bản thân, rót vào không gian đang điền đây nhất định là tu vi cả đời của kim đằng dật bởi vì trong lúc chu hằng luyện hóa còn cảm ứng được một cổ lệ khí mãnh liệt đó là hận ý hắn tới tận xương tủy chỉ là người sống hắn còn không sợ làm sao phải sợ chút lệ khí khi chết này luyện hóa luyện hóa luyện hóa tu vi của kim đằng dật là tụ linh tam trọng thiên một thân lực lượng của hắn tự nhiên vô cùng kinh khủng cũng không biết đến tột cùng hắc kiếm hấp thu được bao nhiêu chu hằng ngồi xếp bằng chừng 2 giờ mới ngừng lại tu vi tăng vọt một ngăn, tuy rằng còn chưa đạt tới tụ linh nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng cũng cách không xa, nếu hắc kiếm thật có năng lực như thế, vậy về sau hắn chẳng phải không cần lo lắng tích lũy tu vi hay sao, vì sao lúc trước đánh chết Kim Tu Long và Hồng Anh Toàn lại không có hiệu quả như vậy. Đúng rồi, đó là không thông qua hắc kiếm, hai người là do hắn dùng nắm tay đánh gục, như thế xem ra, đây tuyệt đối là công hiệu của hắc kiếm, ở trong giết chốc trưởng thành, ở trong giết chốc cường đại thì tính sao thế gian người có thể giết vô số kể tuy rằng hắn không có hứng thú làm ma đầu tàn sát thiên hạ nhưng mà người luôn luôn hành hung làm ác giết người như vậy hắn cũng không có chút gánh nặng trong lòng tựa như kim đằng giật kim tu long vậy sau này con đường tu luyện của mình chính là con đường giết chóc rất nhanh bóng đêm phủ xuống chu hằng đang chuẩn bị ăn uống thì vang lên tiếng gõ cửa lúc này còn có người tới bái phỏng mình hắn lưỡng lự một chút vẫn đi ra mở cửa lúc này hắn đã khôi phục toàn bộ tu vi cho dù gặp cường giả tụ linh tam trọng thiên cũng có sức đánh một trận tự nhiên hoàn toàn không sợ đương nhiên nếu lại muốn chém một tên tụ linh tam trọng thiên nữa thì cơ hồ là không thể nào kim đằng dật chết là bởi vì đánh giá quá thấp lực sát thương của chu hằng mà thôi đúng thế có mấy người lại nghĩ tới một gã tụ linh nhất trọng thiên sơ kỳ có năng lực uy hiếp cường giả tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong chứ kim đằng dật bị chết oan không oan dù sao trên đời yêu nghiệt như vậy quá ít, kép, cửa phòng mở ra, đã thấy hai mỹ nhân động lòng người đứng ở cửa, trầm tâm kỳ, hàng vũ liên, hai nàng dường như đều như bàn nhau, trong tay đều xách một hộp cơm tinh mỹ, chu hằng hai nàng nghe tiếng mở cửa cùng tươi cười, nhấc hộp cơm trong tay lên nói, ta đưa cơm chiều đến cho ngươi đây, chu hằng đang có chút đói bụng, cũng không khách sáo, thuận tay tiếp nhận hai hộp đựng cơm, miễn cho không đắc tội người nào. Hắn tiếp đón hai nàng vào nhà, mình thì mở hộp đựng cơm ra gặm lấy gặm để trầm tâm kỳ và hàng vũ liên lại có vẻ khá câu thúc lúc này chu hằng đã là cường giả tụ linh cảnh bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến tự nhiên các nàng cũng hết sức lo sợ hơn nữa chu hằng còn không phải cường giả tụ linh cảnh bình thường chuyện hắn một kiếm đánh chém kim đằng giật đã truyền toàn bộ cửu linh tông đó là kỳ tích bực nào chỉ sợ lâm kiếm trần cũng không phải là đối thủ của chu hằng à trên dưới cửu Linh Tông đều có ý nghĩ như vậy, bởi vậy thời điểm Trầm Tâm Kỳ và Hàng Vũ Liên đối mặt với Chu Hằng làm sao có thể đủ trấn định. Chu Hằng, thiên trụ trưởng lão mời ngươi đi gặp mặt, đợi sau khi Chu Hằng tiêu diệt hai hộp cơm, Trầm Tâm Kỳ mới nói ra ý đồ đến, Chu Hằng tươi cười, thiên trụ trưởng lão này còn không quên thu mua hắn sao. Chỉ là vị trưởng lão này cũng quá hống hách đi, muốn mời chào hắn không đích thân ra mặt sao, ngay cả điểm ấy thành ý cũng không có không bỏ xuống được mặt mũi của trưởng lão chu hằng lắc đầu nói thiên trụ trưởng lão nếu muốn nói chuyện với ta thì tự tới đây đi trầm tâm kỳ lập tức trong lòng giận dữ nhưng lập tức nghĩ đến người này ngay cả kim đằng giật đều làm thịt vội vàng đè lại nói chu hằng không phải thiên trụ trưởng lão không chịu tự mình ra mặt mà là tông chủ đại nhân nói qua không ai được quấy rầy ngươi vậy hai người sao lại tới đây hắc có đôi khi thân là nữ nhân lại chiếm tiện nghi giả danh nghĩa đưa cơm tối tới đây vậy còn không tính quái rầy, vậy còn ngươi, Chu Hằng không khách khí nhìn về phía hàng Vũ Liên, ngươi là thuyết khách của người nào, ta, ta, thanh âm hàng Vũ Liên càng ngày càng nhỏ, là tam kiếm trưởng lão, Chu Hằng hơi hơi suy nghĩ nói, ta không có ý định dựa mạnh phụ yếu, sẽ không đầu phục ai, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với người nào, đường của ta ở bên ngoài. Các ngươi cứ vậy trở về bẩm báo đi, ân, hai nàng không dám làm trái Chu Hằng, đều gật đầu, Chu Hằng biết, Thiên trụ trưởng lão và Tam kiếm trưởng lão phái hai nàng ra tự nhiên có dụng ý dùng sắc đẹp dụ dỗ, đáng tiếc, hắn làm sao có thể thích loại nữ nhân ngay cả ở trước mặt nói chuyện cũng không dám này, thế gian mỹ nữ nhiều biết bao nhiêu, sau khi đạt tới tụ linh cảnh hắn hoàn toàn có thể lấy thứ hắn muốn, nhưng mà đó là có ý gì, hắn không có ý định ở độc thân, cũng không phải động lòng với loại trần tục này, Chu Hằng. "Số tiểu tử đáng ghét, ngươi có ở nhà hay không?" Lúc này lại người đến Nghe thanh âm quen thuộc này, Chu Hằng không cần nhìn người đến cũng biết, tất nhiên là Lâm Phức Hương, một làn gió thơm thổi qua, thân ảnh lã lướt của Lâm Phức cũng xuất hiện ở trong phòng, xảo hợp là tay nàng cũng có một hộp cơm, tốt nha, bổn tiểu thư còn tưởng ngươi sẽ đói bụng, hảo tâm đưa chút thức ăn cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thật diễm phúc, Lâm Phức Hương dùng mắt đẹp quét tới quét lui hai người trầm tâm kỳ, ánh mắt tràn đầy địch ý, đại tiểu thư, ta cáo lui, ta cũng cáo lui hai nàng làm sao dám cùng lâm phước hương tranh phong vội vàng cáo từ chờ hai nàng đóng cửa đi ra lâm phước hương hừ hừ hai tiếng nói xú tiểu tử nhìn không ra ngươi lại hoa tâm như vậy còn bắt cá hai tay tuy nhiên ánh mắt ngươi cũng quá kém không bằng để bổn tiểu thư giới thiệu cho ngươi một người ta cam đoan diện mạo quá quan nhân phẩm lại được nữ nhân này đúng là không thay đổi chu hằng không khỏi cười nói không cần phiền toái như vậy có ngươi là được rồi phi Bổng tiểu thư mới chướng mắt con cóc ghẻ ngươi, lâm phức hương kiêu ngạo nghênh cổ, giống như một con thiên nga cao quý. Tuy nhiên, để tình ánh mắt xú tiểu tử ngươi không nhìn sai, Bổng tiểu thư ngoại lệ không so đo với ngươi, nhà, hộp cơm này thưởng cho ngươi. Chu Hằng cười khổ một tiếng, nói, ngươi cho ta là heo a, à, mới vừa ăn hai hộp còn đòi ăn nữa, không ăn thì quên đi, Bổng tiểu thư đem đổ đi. Lâm Phức Hương giận dữ muốn cướp lại hộp đựng cơm, quên đi, hiện tại ăn không vô, đợi lát nữa khuya ăn là được chu hằng ngăn hai tay nàng lại lâm phước hương lúc này mới hết hờn dỗi nhưng còn chưa đổi giận thành vui nói này ngươi sao đột phá tu vi nhanh như vậy bổn tiểu thư coi như là kỳ tài ngút trời ngươi làm sao có thể vượt qua bổn tiểu thư chứ bí mật chu hằng thuận miệng nói hắn tự nhiên không có khả năng nói thật xích một đại nam nhân còn ấp a à ấp úng như vậy lâm phước hương khinh thường biểu môi nhưng hai mắt lại chấp chớp không nhịn được nói chúng ta coi như là bạn cũ, ngươi ngay cả bạn cũ cũng phải giấu giếm, ôi, đúng là làm cho người thương tâm. Chu Hằng nghĩ tới bộ dáng hờn dỗi lúc trước Lâm Phức Hương một câu lại một câu gọi hắn là tiền bối, không khỏi mỉm cười. Có vài người sẽ vì địa vị của mình khác nhau mà đối xử khác nhau, có vài người lại không. người như vậy đáng kết giao bằng hữu. Xú tiểu tử, cười cười cái gì? đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở nên lợi hại, bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi. Lâm Phức Hương thở phì phò nói, đúng rồi ta làm thịt cốc chủ bạch ngọc cốc sẽ không rước họa lớn chứ chu hằng đổi qua đề tài ngươi còn biết sợ hãi trễ rồi chu hằng nhướng mày nói sao vậy bạch ngọc cốc còn có nhân vật càng lợi hại hơn sao bạch ngọc cốc không có tuy nhiên cũng không có nghĩa là kim gia không có chương 56, hậu trường chu hằng sửng sốt nói kim gia còn có cao thủ gì chính hắn không sợ nhưng lo lắng dẫn mầm tai họa tới chu gia đặc biệt trên người của chu định hải là mẫu thân huynh đệ Kim Tu Minh, Lữ Tố Nga, Lâm Phất Hương lộ ra một tia ngưng trọng, nàng là người hắc thủy điện, cái gì? Lúc này Chu Hằng thật sự kinh hãi, lúc trước Kim Tu Minh bị hắn giết chính vì có bốn người chư chí hòa lấy ra tính vật hắc thủy điện đẩy lui người Bạch Ngọc Cốc, nhưng nếu Bạch Ngọc Cốc đồng dạng có quan hệ cùng hắc thủy điện, vậy tại sao lại kiên kỵ như vậy? Ngươi cũng thật ngốc, đồng dạng là người hắc thủy điện, địa vị tự nhiên có cao có thấp, Lâm Phất Hương cho hắn một cái quyến rũ xem thường khiến Chu Hằng không tự chủ được rung động trong lòng. Tuy nhiên, quan hệ giữa Lữ Tố Nga với Bạch Ngọc Cất cũng không tốt, Bạch Ngọc Cất cũng không dám lấy nàng ra khoa trương. Sao lại thế? Chu Hằng hỏi tới, ta nghe nói, Lữ Tố Nga vốn là đồ đệ kim đằng giật, bị lão già ra vẽ đạo mạo kia, lâm phức hương đỏ mặt lên, không nói nữa, làm cái gì? Chu Hằng dốt đặt cán mai đối với chuyện nam nữ, chớp hai mắt nhìn Lâm Phức Hương, bại hoại, gương mặt Lâm Phức Hương xinh đẹp càng thêm quyến rũ không kìm nổi liếc chu hằng một cái phong tình vạn chủng trong lòng chu hằng dường như có cái gì đột nhiên sống lại mạnh mẽ hiện lên một cổ tình cảm khác thường hắn vội vàng ép xuống nói oan uổng ta thật không biết ngươi đang nói cái gì ngươi còn nói lâm phức hương dậm chân thần tình hờn dỗi tóm lại kim đằng giật làm chuyện không biết xấu hổ sau đó thì có kim tu long huynh đệ chu hằng giờ mới hiểu được sư phụ với đồ đệ mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng kết hợp lẫn nhau cũng là chuyện thế tục không cho phép. Lâm Phức Hương còn nói là Kim Đằng giật làm chuyện không biết xấu hổ, vậy hẳn bắt buộc Lữ Tố Nga, bởi vậy Lữ Tố Nga mới có thể trở mặt với Bạch Ngọc Cốc. Thiên phú Lữ Tố Nga rất cao, có được huyết mạch lực, là nhân linh thể bát tinh, mặc dù 50 tuổi mới đột phá tụ linh cảnh, nhưng hậu tích bạc phát, vẻn vẹn chỉ 20 năm sau liền đạt tới tụ linh tam trọng thiên, bị hắc thủy điện thu làm đệ tử, nghe nói rất nhanh đột phá sơ phân cảnh. Lâm Phước Hương ngưng trọng nói, sơ phân cảnh, sắc mặt của Chu Hằng cũng biến thành ngưng trọng, tuy rằng hắn có thể đánh chém kim đằng giật, nhưng đó là bởi vì đối phương quá mức khinh thị hắn, bằng không hắn tuyệt không thể nào là đối thủ kim đằng giật, mà hắn tiến vào tụ linh cảnh cũng hiểu thêm tụ linh cảnh trên lệch cùng luyện thể cảnh, trên lệch này đồng dạng áp dụng ở trên tụ linh cảnh với sơ phân cảnh, Lữ Tố Nga có thể hận không thể khiến kim đằng giật chết, nhưng như thế nào cũng là mẫu thân kim tu long huynh đệ, biết được hai đứa con trai đều chết trong tay Chu Hằng, tất nhiên sẽ không thờ ơ. Nếu Lữ Tố Nga vẫn là tụ linh tam trọng thiên, cho dù Chu Hằng không địch lại cũng có hy vọng đào thoát, liều mạng cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là sơ phân cảnh, Chu Hằng không nhìn thấy một chút hy vọng, hắn không xem nhẹ chính mình, nhưng mà thực lực trên lệch quá mức. Tuy rằng thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng cường giả thế giới này như rừng, tụ linh cảnh chỉ là bắt đầu võ đạo, hắn căn bản không có tư cách tự mãn. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lữ Tố Nga dù tiến vào sơ phân cảnh cũng không dám sấm đến cửu Linh Tông giết người. Lâm Phức Hương tràn đầy tự tin nói, bởi vì gia gia ta là hắc thủy điện bạch ngân trưởng lão, Nga, ai, ngươi thật ngu ngốc, Lâm Phức Hương cố ý thở dài, hắc thủy điện cao thủ nhiều như mây, chỉ có cường giả sơ phân cảnh mới có thể gánh chịu nhâm trưởng lão, trong đó, sơ phân nhất trọng thiên là thanh đồng trưởng lão, Sơ phân nhị trọng thiên là bạch ngân trưởng lão Sơ phân tam trọng thiên là tử kim trưởng lão Vì cái gì không phải hoàng kim trưởng lão Chu Hằng ngắt lời hỏi Lâm Phức Hương lại có loại nên kích động muốn đấm vào vách tường Hung tợn nói với Chu Hằng Tại sao phải kêu hoàng kim trưởng lão Chu Hằng nhúng nhúng vai Nói ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi Hắn cũng rốt cuộc minh bạch cửu Linh Tông có cái gì để cứng như vậy Nguyên lai like ở Hắc Thủy Điện có bạch ngân trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc Nói vậy Thanh Vân Tông cũng có bối cảnh không sai biệt lắm, như vậy ba thế lực lớn mới ai cũng không áp được ai, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân cùng liều mạng, mà không thể mượn lực lượng sau lưng, bởi vì bọn họ đều dựa vào hắc thủy điện. Lâm Phức Hương nguyên bản cửu biệt gặp lại Chu Hằng, tâm tình tương đối khá, nhưng bây giờ bị lửa giận đẩy lùi, chỉ cảm thấy tiểu tử này vẫn đáng ghét giống trước kia. Nàng tức giận nói, cho nên, ngươi ngoan ngoãn đợi ở cửu Linh Tông, đó chính là tuyệt đối an toàn, nếu không, không quản ngươi nữa. Nàng thở phì phò đi, nhìn bóng dáng nàng mê người nhanh chóng biến mất, Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười, kế tiếp nên lo lắng con đường ngày sau. Hắc kiếm có được năng lực nghịch thiên, cái này hoàn toàn biến đổi ý tưởng Chu Hằng trước kia, hắn nhất định đi con đường giết chóc, ở lại Cửu Linh Tông cố nhiên an toàn, nhưng cũng ý nghĩa bày đặt một kiện vũ khí cường đại nhất mà không đi sử dụng, đây là hành vi phi thường ngu xuẩn, hắn hiện tại đã là cường giả tụ linh cảnh, cộng thêm phi vân bộ thần diệu, Lữ Tố Nga với người Bạch Ngọc Cốc giám thị hắn, cũng ít có thể nhận ra hắn, trừ phi hắn đen đuổi trực tiếp đụng phải chủ nhân chân chính, ngược lại thì Chu Định Hải phải suy tính an toàn một chút, vạn nhất Lữ Tố Nga không tìm được hắn, đi bắt Chu Định Hải uy hiếp hắn làm sao bây giờ? Chu Hằng suy tính hồi lâu, quyết định thế nào cũng phải mặc dạng mày dày để Cửu Linh Tông thu dụng phụ thân, có Bạch Ngân trưởng lão uy hiếp, Lữ Tố Nga tuyệt không dám sằng bậy, phải về Nguyên Thạch trấn một chuyến suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Chu Hằng vừa mới tỉnh lại, đã nghe trên cửa lao sao, hắn mở cửa vừa thấy, lại là Lâm Phức Hương, tại sao ngươi lại đến đây, Chu Hằng lắc lắc đầu, trách không được tu vi ngươi tiến bộ chậm như vậy, thì ra thời gian đều bị ngươi lãng phí, Lâm Phức Hương tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng làm sao lãng phí thời gian, toàn bộ thế hệ trẻ cửu Linh Tông có mấy người so với được với nàng, quên đi, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi bình thường nàng không khách khí chút nào đi vào trong viện mau thu thập một chút chúng ta đi dãy núi bình thiên để làm gì chu hằng mới vừa trở về từ nơi đó không chút ý tứ lại vào núi có việc lạ lâm phức hương thần thần bí bí nói ngày hôm qua nhận được tin tức trong sơn động có quỷ sơn động chu hằng sửng sốt liền hiểu tất nhiên là quặng mỏ địa nham vân thạch chuyện ma quái đây là ý gì bổn tiểu thư cũng không rõ ràng lắm nghe nói trên thân nhiều thợ mỏ đột nhiên dài ra lông đỏ trở nên lì lợm, cậy mạnh kinh người, gặp người liền giết, hiện tại ngay cả quặng mỏ đều không khai thác được. Lâm Phức Hương rất hưng phấn mà nói, lông đỏ, Chu Hằng nghĩ tới mê vụ tử cốc, dưới ảnh hưởng tấm bia đá màu đỏ, thi thể hài cốt trên đất đều dài ra lông đỏ sống lại, một màn này đến nay nghĩ đến đều khiến người ta hoảng sợ, nhưng mê vụ tử cốc cùng quặng mỏ địa nham vân thạch cách rất xa, làm sao lại xuất hiện biến hóa giống nhau. Nghe nói người ở mê vụ tử cốc cũng nhìn thấy quái lông đỏ, chúng ta đi xem hai bên có phải là giống nhau hay không. Lâm Phức Hương giật dây nói. Chu Hằng có chút tâm động, hắn đến bây giờ cũng không biết những thi thể này thế nào biến thành quái vật lông đỏ, mà tấm bia đá màu máu kia lại trấn áp một con lừa đê tiện, toàn bộ đều lộ ra một cổ vô cùng quỷ dị. dưới tấm bia đá màu máu trấn áp một hầm ngầm sâu không thể nhận ra, hắn cũng không dám xuống phía dưới từ nơi đó. như vậy, quạng mỏ có phải là một con đường đột phá hay không? trong huyết dịch của hắn chảy tinh thần mạo hiểm mãnh liệt lập tức trục trịch, đi, Chu Hằng quyết định thật nhanh, hai người rời đi Cửu Linh Tông xuất phát hướng trong núi, Chu Hằng vừa đi vừa hỏi, chuyện này, tông chủ nói như thế nào? Cha ta nói chuyện này thật là quỷ dị, phải điều binh hướng Hắc Thủy Điện, Hắc, nếu Hắc Thủy Điện nhúng tay, chủ nhân Quạng Mỏ sẽ đổi chủ đi, không có biện pháp, ai bảo đột nhiên xuất hiện chuyện cổ quái như vậy, năm ngày sau, hai người đi tới trước sơn động Quạng Mỏ địa nham vân thạch. Lúc này nơi này đã biến dạng bên ngoài cửa động bị sang thành một mảnh đất bằng phẳng, dương đủ các loại lều trại, đủ để cung cấp cho chừng trăm người ở lại, mà chỗ cửa động thì có chừng mười người canh chừng. Người nào? Di, đại tiểu thư, phát hiện hai người chu hằng tới gần, lập tức có người quát hỏi, nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Phước Hương, lập tức lại đổi lại thần thái cung kính. Hiện tại tình huống thế nào? Lâm Phước Hương hỏi, phàm là thợ mỏ biến thành quái lông đỏ, toàn bộ mất đi lý trí, nhìn thấy vật còn sống liền công kích. Người nọ vội vàng cung kính trả lời Hiện tại thần vũ trưởng lão đang tọa trấn ở cửa động Lâm Phức Hương kéo Chu Hằng đi tới cửa động Dịu dàng nói với một vị lão nhân 60 Phí thúc thúc Hương Nhi tới thăm ngươi Hắc Hương nha đầu như thế nào đến đây Lão giả kia chỉ nhìn thoáng qua Lâm Phức Hương rồi chuyển đến trên thân Chu Hằng Trong ánh mắt lập tức đại bắn tinh quang, Kêu lên một tiếng đau đớn Tụ linh cảnh Cái gì Xung quanh hơn 10 võ giả luyện thể tầng 12 đồng thời cả kinh kêu lên một thiếu niên không đầy 20 dĩ nhiên là tồn tại tụ linh cảnh, phí thần vũ được cửu linh tông phái tới trấn áp quạng mỏ, bởi vì quạng mỏ địa nham vân thạch rất quý báu, xúc động một gã trưởng lão tụ linh cảnh cũng không đủ, hắn cũng không biết chu hằng còn có hành động vĩ đại một kiếm đánh chém kim đằng giật, nhưng một cường giả tụ linh cảnh không đến 20 tuổi cũng đã đủ kinh diễm, lão đệ xưng hô như thế nào, thứ cho mắt lão phu vụng về, trước kia chưa từng thấy qua. Phí thần vũ hướng chu hằng ôm quyền, Tuy rằng tuổi giữa hai người trên lệch rất lớn, nhưng thế giới của võ giả chỉ nhìn thực lực. Nếu bây giờ Chu Hằng là sơ phân cảnh, phí thần vũ ngay cả lão đệ cũng không dám kêu, mà sẽ cung kính gọi tiếng tiền bối. Tại hạ Chu Hằng, nửa năm trước mới nhập tông, phí huynh chưa từng thấy qua tại hạ cũng rất bình thường. Chu Hằng thi lễ, cũng không già mồm cải láo khiêm tốn vãn bối. Nửa năm trước, phí thần vũ tự lẩm bẩm, hắn vừa lúc nửa năm trước bị phái tới nơi này, đúng là không thể thấy một thế hệ thiên tài cuộc khởi. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, hắn tới nơi này cũng là do Chu Hằng phát hiện quặng mỏ địa nham vân thạch, phí thúc thúc, chúng ta muốn vào sơn động, Lâm Phức Hương cũng không muốn ngây ngốc đứng ở nơi này, lập tức đưa ra yêu cầu, chương 57, nhập động. Quá nguy hiểm, phí thần vũ lập tức lắc lắc đầu, tất cả thợ mỏ một khi biến thành quái vật lông đỏ thì lực vô cùng lớn, hơn nữa lợi khí khó làm thương, cả người không có yếu hại, cho dù đánh nát trái tim cũng sẽ không chết, nếu bị những quái lông đỏ này quào trúng, cho dù là miệng vết thương nhỏ cũng bị lây lan, ở trong thời gian rất ngắn biến thành quái vật đồng dạng, nha đầu, ta cho ngươi đi vào, quay đầu lại tông chủ đại nhân nhất định sẽ lột da của ta, phí thần vũ mặc dù là trưởng lão cửu linh tông, nhưng hắn bất quá là tụ linh nhất trọng thiên, địa vị cũng không cao, tự nhiên hết sức lo sợ, lâm phức hương lại hì hì cười, đẩy chu hằng ra, nói. Có tiểu tử này bảo hộ bổn tiểu thư, phí thúc thúc không cần lo lắng, phí thần vũ thế nào đều không đáp ứng. Nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ, hắn không gánh vác được trách nhiệm này. Xú tiểu tử, chúng ta đi. Lâm Phức Hương trực tiếp lôi kéo Chu Hằng đi về phía trước. Hương nha đầu, không nên hồ nháo. Phí thần vũ vương bàn tay to chụp tới Lâm Phức Hương. Chu Hằng quyết đoán ra tay, hóa ngón tay thành kiếm, nên đón phí thần vũ. Đạt tới loại cảnh giới tụ linh cảnh, Tờ bông trích lá có thể là thần binh lợi khí, phí thần vũ nào dám coi thường, vội vàng xuất trưởng chống đỡ, trưởng phong cùng ngón tay chạm nhau, hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động, đúng lúc này, Lâm Phước Hương đã kéo Chu Hằng tiến nhập trong động, thật sự là hồ nháo, phí thần vũ lắc đầu liên tục, nhưng hắn nhất thiết phải tỏa trấn cửa động, bằng không hắn truy đi vào vừa lúc gặp được quái lông đỏ, cửa động nhất định bị đột phá, hắn đành phải trơ mắt nhìn hai người Chu Hằng biến mất trong bóng đêm. Nghĩ đến thực lực Chu Hằng đúng là không kém mình chút nào, chỉ sợ cũng có thể giữ được Lâm Phất Hương an toàn, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, để lão phu nhìn một chút, hắn quát to, mất mặt mũi chung quy phải nghĩ biện pháp vớt trở về. Sơn động này trải qua qua chừng nửa năm khai phá, đã hoàn toàn thay đổi, trên vách động cách mỗi một khoảng cách có cắm cây đuốc, chỉ là hiện ở trong động không người sống có thể tiến vào, cây đuốc đã sớm đốt sạch, mới đi qua một cái gốc chính là một mảnh đen nhánh chu hằng lại thấy rất rõ ràng đạt tới tụ linh cảnh linh thức tăng mạnh thị lực tăng vọt đồng thời còn có năng lực thấy vật ở trong bóng đêm lâm phức hương lại không có cái năng lực này lập tức đưa bàn tay mềm bắt được chéo áo của hắn nói xú tiểu tử ngươi muốn bổn tiểu thư vướng chân ta tuyệt không tha cho ngươi tuy rằng một mảnh tối tâm cũng không ngại chu hằng thấy rõ khuôn mặt nàng tuyệt mỹ tiếu lệ hắn không khỏi thầm nghĩ tử tinh tiểu thư mặc dù có danh xưng hàng thương quốc đệ nhất mỹ nữ nhưng cũng chưa chắc đẹp hơn vài phần so với Lâm Phước Hương, đại khái là thân phận cao hơn, mới có thể được bảo tọa đệ nhất mỹ nữ. Hắn không nhịn được cười một tiếng, nói, ngươi muốn như thế nào mới buông tha, làm người có mỗi ngày đánh ngươi một vạn lần. Lâm Phước Hương hung tợn nói, ha ha ha, Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, nữ nhân này vẫn giống như trước đây, nhỏ giọng một chút, đừng đưa tới quái lông đỏ. Lâm Phước Hương vội vàng dơ chân nói, ngươi không phải vì sang đây xem quái lông đỏ sao, như thế nào hiện tại ngược lại sợ, ngươi. Thật sự không thể nói lý, Lâm phức Hương không để ý tới hắn, bừng bừng đi nhanh tới, cũng không quan tâm có thể đụng vào cái gì hay không, cẩn thận, Chu Hằng đột nhiên sinh lòng cảnh giới, đoạn kiếm màu đen từ trong đang điền trồi lên, hắn cầm kiếm nơi tay, đột nhiên chém ra, một đạo ánh sáng đen xẹt qua, tiếp theo vang lên thình thịch địa vật nặng rơi xuống đất thanh, hắc kiếm chớp động hào quang u ám chiếu không gian quanh mình trong vòng ba thước rõ ràng thấy được có thể. a, à, Lâm Phất Hương mạnh mẽ phát ra một tiếng thép chói tai, vội vàng chạy nhanh tới Chu Hằng, trốn phía sau hắn, mới dám nhô đầu ra, trên mặt đất, rõ ràng có thêm một khối quái vật toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người, chỉ là đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi bốn phía, ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền tới. Lâm Phất Hương không khỏi sợ, nếu vừa rồi Chu Hằng phản ứng chậm một chút, nàng có thể có thể bị quái lông đỏ này chộp được. Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, hai mắt nhắm lại mở, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đoán được đúng, hắc kiếm quả thật có năng lực cướp đoạt lực lượng, chỉ là tuy rằng quái lông đỏ nghe nói là lực lớn vô cùng, nhưng lực lượng hắc kiếm cướp đoạt lại thật là ít ỏi. Có thể là có liên quan cùng cảnh giới, mà không phải lực lượng cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn vận dụng hắc kiếm, không cần hắc kiếm giết chết, chỉ cần cướp đoạt lực lượng, tuy rằng lượng thật ít ỏi, nhưng nghĩ dù nhỏ cũng là thịt, tích tiểu thành đại, còn muốn đi phía trước không? Chu Hằng cười nhìn về phía Lâm Phước Hương, không che giấu ý nhạo bán chút nào. Lâm Phước Hương vừa mới mới có chút cảm kích Chu Hằng, lập tức bị những lời này của hắn làm tức giận đến gương mặt xinh đẹp đen lại. Sau khi hừ một tiếng, lại đi một mình ở phía trước nàng đoán chắc Chu Hằng khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp, thình thịt, thình thịt, thình thịt, một đường đi qua, không ngừng có quái vật lông đỏ nhảy ra đánh lén, lại đều bị Chu Hằng một kiếm chặt đứt bị chết hoàn toàn triệt để, kỳ quái, không phải nói những quái vật này giết không chết sao, qua một trận, cuối cùng Lâm Phức Hương kịp phản ứng, ngươi phản ứng cũng thật khá nhanh, Chu Hằng khen, thằng khốn, ngươi thật sự rất đáng ghét, Lâm Phức Hương làm sao không nghe ra hắn đang nói mát, hận không thể bổ nhào vào trên lưng của Chu Hằng hung hăng cắn vài hớp, Chu Hằng kỳ thật cũng rất kỳ quái, những quái lông đỏ này quả thật rất giống cùng quái vật mê vụ tử cốc, nhưng quái lông đỏ trong mê vụ tử cốc vừa đụng liền toái, lúc trước hắn còn không dùng xương hàng kiếm, càng miễn bàn là đoạn kiếm màu đen. A, à, bổn tiểu thư nghĩ là cái chui đoạn kiếm này đúng không? Lâm Phức Hương lại vỗ tay kêu lên, ta trước kia còn đang kỳ quái, như thế nào ngươi lấy đoạn kiếm làm vũ khí, không nghĩ tới lại chặt đứt pháp khí kim đằng giật, bây giờ còn có thể khắc quái lông đỏ, thật sự là bảo bối, hai mắt nàng sáng quắc, nhìn chầm chầm Chu Hằng nói, cho ta sờ sờ được không? Một mỹ nữ nói nhỏ nhẹ tràn ngập mập mờ, không khỏi khiến Chu Hằng rung động trong lòng, chỉ là hắc kiếm chính là bí mật lớn nhất của hắn, sao có thể giao cho người khác, lúc này liền lắc lắc đầu, quỷ hẹp hòi, lâm phức hương dẫm chân, hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp, đột nhiên nói, kiếm bổn tiểu thư đưa cho ngươi đâu, lưu tại cửu linh tông, Chu Hằng âm thầm kêu khổ, như thế nào nữ nhân này lại nghĩ tới, gạt người, lúc này lâm phức hương lại không tin tưởng hắn, quỷ hẹp hòi, bảo kiếm bổn tiểu thư ngay cả yêu mến nhất đều đưa cho ngươi, Ngươi ngay cả để ta sờ một cái cũng không chịu. Chu Hằng thở dài nói: Được rồi, cho ngươi sờ một cái. Lâm Phức Hương lập tức đổi giận thành vui. Thấy Chu Hằng cũng không giao ra hắc kiếm mà đưa cho nàng một cái tay trái. Nàng không khỏi cắn răng nói: Ngươi đưa qua móng vuốt chó của ngươi để làm chi? Ngươi không phải nói muốn sờ một cái sao? Lâm Phức Hương không khỏi méo cái cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò trừng mắt Chu Hằng mạnh mẽ quay đầu bước đi. Chu Hằng cười đuổi theo hắn phát hiện đùa lâm phức hương thật có ý tứ chẳng lẽ mình thật sự có thú vị làm kẻ ác chu hằng không khỏi tỉnh lại một đường vượt mọi chông gai ở trong mắt phí thần vũ đều là quái lông đỏ rất khó dây dưa ở dưới kiếm chu hằng lại một chém liền chết liên đới khiến lâm phức hương cũng khinh thường rất lớn tuyên bố muốn dẹp yên sơn động lập thiên đại công lao ngô nàng đột nhiên chợt dừng lại trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lại nửa câu cũng nói không nên lời chu hằng sau lưng nàng ánh mắt đảo qua chỉ thấy trên cổ ngọc của mỹ nữ hiện lên một tầng màu đỏ sậm hắn vội vàng đi lên một bước khoác tay trái lên vai lâm phước hương tâm niệm vừa động đoạn kiếm màu đen lập tức bắt đầu khởi động ra một đạo khí tức tối cao thông qua tay hắn tiến nhập trong cơ thể lâm phước hương thân thể lâm phước hương mềm mại phát ra một tiếng hít thở thật dài gương mặt xinh đẹp trắng bệch mới vừa vừa rồi không biết cái gì chui vào cơ thể của ta dường như muốn khống chế ta thật đáng sợ nàng lạnh phát run cắt cao cầm lấy góc áo chu hằng không sao không sao chu hằng an ủi quả nhiên giống như mê vụ tử cốc nơi này có khí tức mê hoặc khống chế thần trí hoặc là cái gì khác chỉ là ở mê vụ tử cốc người trúng chiêu chỉ biết lẳng lặng nằm chờ chết nơi này lại lập tức biến thành quái lông đỏ khát máu cuồng bạo giống nhau hắt kiếm đều có thể trấn áp trong dãy núi bình thiên đến tột cùng cất dấu bí mật gì chu hằng không khỏi xoay chuyển tâm niệm nhanh chóng hắn và Lâm Phất Hương mới vào động này cũng không gặp được loại tình huống này, hơn nữa chủ nhân nơi này vốn là lục túc cự đầu thú, cũng không biến thành quái lông đỏ, nói cách khác, biến cố phát sinh trong nửa năm này, trong nửa năm này xảy ra chuyện gì, khai thác quạng mỏ. Không sai, tấm bia đá màu máu trong mê vụ tử cốc trấn thủ một cái động không đáy, chẳng lẽ nơi này cũng có, Di, nói như vậy, tấm bia đá màu máu ngược lại trấn áp khí tà ác, mà nơi này không có, cho nên sơn động bị đào ra hầm ngầm, tà khí tràn đầy bên ngoài lây lan cả thợ mỏ, thối, xú tiểu tử, chúng ta trở về đi, lần này lâm phức hương bị dọa không nhẹ, nói chuyện có chút run run. Chu Hằng lắc lắc đầu, cười nói, ngươi không phải muốn quét sạch quái lông đỏ, lập được công lớn sao? Sao có thể bỏ dở nửa chừng, bổn tiểu thư nghĩ, vẫn giao cho phụ thân là tốt nhất, chúng ta đi thôi, nàng hãy còn mạnh miệng, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài trước, di, ngươi còn muốn đi vào nữa, đó là đương nhiên, Lâm Phất Hương lại không chịu, giữ chặt góc áo Chu Hằng nói, bổn tiểu thư sao có thể thua quỷ hẹp hòi ngươi. Đi, Chu Hằng không khỏi sững sờ, suy nghĩ nữ nhân này như thế nào thay đổi bất thường, thật sự làm cho không người nào có thể nắm lấy, hắn lật tay kéo Lâm Phất Hương đến phía sau, nơi này càng ngày càng cổ quái, hắn cũng không muốn để Lâm Phất Hương lỗ mãn đi ở phía trước. Quỷ hẹp hòi có đôi khi cũng quan tâm người, Lâm Phước Hương đảo mắt, gương mặt xinh đẹp lại vô tình nhiều thêm một tầng đỏ ửng mê người. Chương 58, Thế giới dưới lòng đất Ở Chu Hằng dẫn đường, hai người rất nhanh dết tới địa phương phát hiện địa nham Vân Thạch. Lúc này nơi này đã bị đào ra một cái sơn động, ẩn ẩn có âm phong đánh úp lại, khiến lông tơ người ta dựng thẳng. Chúng ta, thật sự đi vào sao? Lâm Phức Hương co sau lưng Chu Hằng nói, có hắc kiếm làm cây đuốc, tuy rằng chiếu xạ không phải rất xa, nhưng cũng đủ để nàng xem hoàn cảnh chung quanh. Phải, Chu Hằng gật gật đầu, tính cách hắn nói liền làm, không chần chừ chút nào, lập tức đạp bước đi vào, tên tiểu tử thúi này, Lâm Phước Hương dẫm chân, vội vàng cũng đi theo, chừng nửa năm, nơi này đã đào rất sâu, hai người Chu Hằng đi chừng trăm trượng cũng không đạt tới cuối, mà âm phong kia cũng thành càng thêm rét lạnh, khiến Lâm Phước Hương không ngừng run rẩy, không phải lạnh, là sợ, Chu Hằng chấn chấn hắt kiếm trong tay, không ngừng múa may ở trước người, lập tức, âm phong bị đẩy ra, dường như e ngại hắc kiếm, quỷ hẹp hòi, ngươi nói thật, bổn tiểu thư đưa cho ngươi kiếm còn ở đó hay không? Lâm Phức Hương nũng nịu nói, gặp Chu Hằng trầm ngâm không nói, lại nói, không có quan hệ, kiếm đã đưa ngươi, dù hỏng rồi cũng không có việc gì, vậy là tốt rồi. Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thật không muốn bị đại tiểu thư điêu hoa này nhớ thương cả ngày. Cái gì, ngươi làm hư, Lâm Phức Hương giận dữ, tay hung hăng bấm một cái ở bên hông Chu Hằng. Chút lực tay ấy của nàng đối với cường giả tụ linh cảnh mà nói quả thực chính là gãi không đúng chỗ ngứa, Chu Hằng tự nhiên không thèm để ý chút nào, nhưng hắn đồng dạng cũng là thiếu niên, bị người lừa tự nhiên khó chịu, nói, không phải ngươi nói, kiếm tặng cho ta sao, bổn tiểu thư cũng không nói về sau sẽ không thu hồi, Lâm Phức Hương lại ăn vạ, được rồi, hiện tại bổn tiểu thư muốn thu hồi, ngươi trả đít, càng quấy, Chu Hằng suy suy, hừ hừ, ngươi thật nói đúng, bổn tiểu thư chỉ thích như vậy. Lâm Phước Hương không cho là nhục, ngược lại giàu dạt đắc ý, Chu Hằng không khỏi bại lui, gặp được người như vậy, nói rõ lý lẽ hiển nhiên vô dụng, Di, hắn đột nhiên dừng lại, phía sau Lâm Phước Hương đang đắc ý, nào dự đoán được hắn lại đột nhiên dừng lại, lập tức đụng phải người của hắn, ôi, nàng che mũi hừ nói, đánh lên một gã cường giả tụ linh cảnh cùng đụng vào một bức tường kỳ thật không có gì khác nhau, quỷ hẹp hòi, lại chỉnh bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn đánh ngươi, ngươi xem chu hằng nhường chỉ chỉ phía trước lâm Phức hương cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng sơn động đào lên đã đến cuối phía trước lại xuất hiện một sông ngầm chu hằng thấp người thân thủ tìm tòi ở trong sông tuy rằng nước sông lạnh như băng nhưng nước suối trong núi âm hàng điều này rất bình thường xa xa không thể so sánh cùng hàng đàm tuyệt cốc ngươi chờ ở đây ta vào nước tìm tòi chu hằng quay đầu nói với lâm phước hương không được bổn tiểu thư cũng phải đi lâm phước hương vội vàng nói chu hằng lắc đầu nói, sông ngầm không biết sâu bao xa, vạn nhất quá lâu, ngươi sẽ ngột chết ở bên trong, ta sẽ bơi trở về ở trước khí tuyệt, lâm phức hương kiên trì, thật là, ngươi một người nam nhân như thế nào như đàn bà vậy, soạt, nàng giành trước nhảy vào trong sông ngầm, đây là nữ nhân làm loạn, chu hằng hít một hơi thật sâu, cũng thả người nhảy vào trong sông, tiến vào tụ linh cảnh sau, hơi thở võ giả vô cùng dồi dào, một hơi ít nhất có thể nghẹn 2-3 giờ, cộng thêm lực lượng đáng sợ, cho dù du động ở đáy nước tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu, 2-3 ba giờ có thể bơi ra rất xa, bởi vậy, Chu Hằng cũng không lo lắng bơi không đến cuối, đó là nơi phát ra tà khí, với tốc độ của hắn tự nhiên rất nhanh vấp phải lâm phức hương, đưa tay bắt lấy nàng, kéo nàng về phía trước bơi nhanh, hắn như cá lội, thân thể phá mở dòng nước, đi nhanh về phía trước, sông ngầm rất dài, rất dài, cho dù với tốc độ Chu Hằng, gần 10 phút vẫn không nhìn thấy cuối, mà lúc này, Lâm Phước Hương nín một hơi đã dùng hết một nửa, Chu Hằng ngừng lại, dùng tay phải khoa vòng vòng, ý tứ là mang Lâm Phước Hương trở về. Lâm Phước Hương lại lắc đầu liên tục, hai tay không ngừng xoa xoa, tuy rằng Chu Hằng xem không hiểu, nhưng có thể đoán được ý của đối phương, phải đánh cuộc cuối dòng sông cũng không xa, đây cũng không phải là chủ ý gì tốt, nhưng tính tình Lâm Phước Hương cũng đồng dạng bướng bỉnh, đã tự mình bơi về phía trước, Chu Hằng bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa mang theo nàng bơi nhanh về phía trước mà hắn cũng không tin sông ngầm này thực sự dài như vậy. Nhưng mà, sự tình luôn không như sở liệu, rất nhanh lại trôi qua 10 phút, nhưng sông ngầm vẫn không có ý tứ đến cùng. Thân thể Lâm Phước Hương bắt đầu rồi run rẩy khí tức luyện huyết cảnh tuy rằng xa xa dồi dào hơn thường nhân, nhưng 20 phút cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhiều nhất 30 phút tất phải hít thở không thông mà chết. Chu Hằng đẩy nhanh tốc độ hơn, dưới chân điểm liên tiếp, lại 5 phút đồng hồ sau, Lâm Phước Hương đã mất đi ý thức toàn dựa vào chu hằng kéo mà đi rầm chu hằng vạch nước ra rốt cục bơi tới đối diện hắn ôm lâm Phức hương đến trên bờ trái tay cầm cổ tay của đối phương đẩy vào một đạo linh lực ngô lâm Phức hương kêu lên một tiếng đau đớn chu cái miệng nhỏ học ra vài hớp nước sạch sau đó từng ngụm từng ngụm hô hấp chu hằng đưa mắt đảo qua chỉ thấy phía trước rõ ràng lại xuất hiện một cái sơn động mà trong không khí bốn phía thì nhấp nhô ánh sáng đỏ nhàn nhạt tản ra một loại tà ác không nói ra được hắn hiện tại có thể kết luận, đúng là loại khí tức này thông qua sông ngầm truyền tới sơn động đối diện, mà sau khi sơn động bị đào ra, truyền bá những độc khí này ra. Tuy nhiên, đây thật sự là độc khí sao? Xú tiểu tử, chúng ta ở đâu? Lâm Phước Hương còn quỳ rạp trên mặt đất. Chu Hằng quay đầu nhìn sang nàng, đang lúc muốn nói chuyện, lại chấn động mạnh một cái. Lâm Phước Hương hoàn toàn không biết tư thế của mình bây giờ có bao nhiêu câu hồn đoạt phách. Lúc này đã là tháng 5, thời tiết cực ấm, cộng thêm lâm phức hương tiến vào luyện huyết cảnh hàng thử bất xâm tự nhiên đã sớm đổi lại váy mỏng hiện tại toàn thân nàng ướt đẫm váy dài lập tức gắt gao dáng tại trên người của nàng hoàn toàn vẽ ra dáng người nàng mê người mảnh mai tinh tế phong đồn đỉnh kiều nhất là tư thế nàng bây giờ đẩy cái mông nhỏ vểnh lên thật cao vải vóc ướt đẫm gắt gao dáng ở trên thân lộ rõ hình dáng mượt mà đẹp không sao tả xiết kỳ thật mông của nàng cũng không lớn nhưng cùng eo nhỏ nhắn mảnh mai đặt chung một chỗ đối lập nổi lên mông đẹp đầy đặn tròn vo khiến người ta chảy nước miếng dù chua hằng một lòng nhào vào võ đạo nhưng dù sao cũng là thiếu niên huyết khí phương cương thấy một màn như vậy chỉ cảm thấy bụng dưới phát nhiệt có cổ sao động không rõ dường như muốn ôm người xinh đẹp trước mặt vào trong ngực mới có thể thở bình thường lại hắn vội vàng nhắm mắt lại gọi thầm nguyệt ảnh tâm quyết chỉ là lần này lại không có tác dụng chỉ cảm thấy cả người khó chịu này quỷ hẹp hòi bỗng tiểu thư đang nói chuyện với ngươi lâm phức hương không nghe thấy chu hằng trả lời lập tức quay đầu lại nói thấy chu hằng như lão tăng ngồi xếp bằng không khỏi cười hì hì đi tới vương tay bóp mũi chu hằng làn gió thơm ập vào mũi chu hằng nguyên bản nóng khô khó nhịn không khỏi kích động trong lòng vội vàng lại lần nữa đem đè ép cổ tà khí trở về quay đầu trầm giọng nói không nên hồ nháo người ta đang hỏi ngươi chính sự đây là đâu nàng mất đi ý thức một đoạn thời gian một đầu sông ngầm khác ta à, cũng không biết, chu hằng đưa tay trái ra vận chuyển huyết mạch lực, một đạo lửa tím lập tức thiêu đốt, hong khô quần áo một chút. nếu ai biết chu hằng lấy huyết mạch lực dùng để sấy khô quần áo, tuyệt đối sẽ mắng to hắn phá sản. a, à, lúc này lâm Phức hương mới phát hiện đường công chính mình lộ ra hết, vội vàng ôm tay trước ngực, ngồi chồng hổm, trừng mắt chu hằng, lưu manh, thật sự là trả đũa. rõ ràng chính mình không nên cậy mạnh xuống nước, nếu không phải mình cứu giúp, nàng phải vứt cái mạng nhỏ nhét vào trong sông ngầm. Chu Hằng lắc lắc đầu, quyết đoán bỏ qua ý tưởng cãi cọ cùng nàng, mà là bỏ lực chú ý vào sơn động trước mặt, nếu đến nơi này, vậy dĩ nhiên phải tìm tòi, chỉ không biết phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không lâu lắm, Lâm Phức Hương đã hơ khô quần áo, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đứng lên, trên mặt hãy còn bất mãn đối với Chu Hằng, đi thôi, Chu Hằng đi tới trước, chờ ta một chút, Lâm Phức Hương vội vàng đi theo, nơi này âm trầm đáng sợ, không người bồi ở bên cạnh thế nào nàng cũng sẽ bị dọa ngất. Hắc kiếm tản ra u quan nhàn nhạt, ở địa phương bóng tối như trăng sáng, chỉ dẫn con đường. Nửa tiếng, một giờ, ba giờ, quỷ hẹp hòi, ta đói bụng rồi. Lâm Phất Hương sầu mi khổ kiếm nhìn Chu Hằng, vị đại tiểu thư này nghĩ đến đến chơi phải không? Nhẫn một chút, sắp chấm dứt, ngươi ở đây suốt nửa giờ trước đã nói như vậy, lần này là thật sự, trước ngươi cũng nói như vậy, chấm dứt nói chuyện, Chu Hằng đột nhiên dừng lại, phía trước trong sáng rộng mở, hiện ra một cái không gian thật lớn, trên bầu trời dường như bao phủ tầng mây màu máu đỏ, tản phát ra ánh sáng yếu ớt, không phải rất sáng ngời, nhưng cũng đủ để thấy rõ phiến thiên địa xa lạ này. Đây là một tòa bình nguyên, mà ở địa phương vô cùng xa xôi, có một vỏ trứng gà hình nửa vòng tròn chụp, che lấp mặt đất, màu trắng ngà, thi thoảng tạo nên một tầng gợn sóng, không hoa không cây cỏ, một mảnh hoang vắng. Ta đã biết, nơi này khẳng định là đại lục trầm xuống sau địa chấn. Lâm Phức Hương vỗ tay nói bầu trời xảy ra chuyện gì chu hằng chỉ chỉ đỉnh đầu thật là đỏ chu hằng thở dài nhắm thẳng vào màn hào quang xa xôi màu trắng ngà nói chúng ta đi nơi đó tốt nhất nơi đó có gì đó ăn nếu không bổn tiểu thư chặt ngươi nướng thịt hai người đi về phía trước bùn đất tương đối sốt dường như dẫm nát trong tuyết một cước sâu một cước mờ nhạt thình thịch đột nhiên ngay lúc đó một đạo hắc ảnh chạy vọt ra từ trong đất bùn lao về phía hai người chương 59, mươi quần sáng Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy bóng đen này chính là một đầu giả thú hình thù kỳ lạ cổ quái, có điểm giống con báo, chỉ có ba chân, một cái đuôi còn dài hơn thân thể, đuôi mang theo móc câu, hàng quan lẫm lẫm, giả thú đồng dạng toàn thân che lấp lông đỏ, thân thể đánh về phía Chu Hằng, một cái móng vuốt vụt tới cổ của hắn, mà đuôi dài thì quất tới lâm phức hương, giống như trường tiên, không thể không nói, con giả thú này tương đối hung hãn, đồng thời phát công kích tới hai người Chu Hằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, hắc kiếm đẩy ra, hỏa xuất một đạo kiếm quang huyền ảo, phốc, con giả thú này lập tức bị Chu Hằng trảm làm đôi, không trì hoãn chút nào, đây là dĩ nhiên, yêu thú luyện thể tầng 12 há là đối thủ võ giả tụ linh cảnh, cho dù là khí lực yêu thú có mạnh mấy đi nữa cũng không đủ, hơn nữa, tiến vào tụ linh cảnh, lực lượng cơ thể xa xa không thể so sánh cùng linh lực, trên lệch giữa yêu thú cùng dai cùng các võ giả cũng không lớn như luyện thể cảnh, ngươi không phải đã đói bụng sao? có thịt nướng ăn chu hằng chỉ chỉ xác thú trên đất lâm phức hương vội vàng lắc đầu đùa gì thế thứ ác tâm như vậy sao ăn được không có biện pháp chỉ có thể đi thôi chu hằng kỳ thật cũng không có hứng thú dù sao võ giả tụ linh cảnh ba bốn ngày không ăn cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu dù là võ giả luyện huyết cảnh ba bốn ngày không ăn cũng không đến mức đói chết lâm phức hương thuần túy là phát ra tính tiểu thư tại sao có thể có vật còn sống hắn càng để ý địa phương này cổ quái không hoa không cây cỏ, như vậy yêu thú nơi này là sao? Đi không xa lắm, thình thịch một chút, lại một đầu yêu thú nhào ra từ trong đất bùn, đồng dạng là quái thú ba chân, không chút ngoài suy đoán, tự nhiên bị Chu Hằng một kiếm chặt đứt, một đường đi tới, những yêu thú này ùng ùng, lại hai ba giờ sau, Lâm Phất Hương dừng lại, thế nào cũng phải nghỉ ngơi. Chu Hằng nhìn lại khoảng cách màn hào quang màu trắng ngà vẫn như cũ vô cùng xa xôi, liền gật đầu, dù sao cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy đến, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, hơn nữa hắc kiếm đã hấp thụ rất nhiều lực lượng, hắn vừa lúc lấy tiêu hóa một chút, hắn thu hắc kiếm vào đan điền, lập tức có số lớn năng lượng phóng thích ra, hắn vội vàng vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết, hấp thu luyện hóa những năng lượng này không ngừng, trở thành linh lực bản thân tích tụ, luyện thể cảnh là chuyển hóa thức ăn thành chân nguyên lực, mà tụ linh cảnh là thông qua thế giới đan điền với câu thông bên ngoài, hấp thu linh khí trên cái thế giới này, từng bước hình thành tiểu thế giới của bản thân. Đây là hai cái quá trình hoàn toàn bất đồng, nhưng có một điểm chung, quá trình hấp thu linh khí đồng dạng rất hao tổn thời gian. Hắc kiếm trực tiếp nhảy vọt qua một bước, giết một thú thì tương đương với tích xúc một viên tụ nguyên đan. Đương nhiên hiệu quả như thế nào còn phải quyết định bởi tu vi người bị giết hoặc là bản thân thú. Nếu đều giống như kim đằng giật cường giả tụ linh cảnh, vậy có thể nói là siêu cấp tụ nguyên đan. Tuy nhiên yêu thú luyện thể cảnh tự nhiên không thể so sánh cùng tụ linh cảnh, huống chi là tụ linh tam trọng thiên, Chu Hằng không đến nửa tiếng cũng đã luyện hóa toàn bộ lực lượng hắc kiếm thả ra, nhưng tu vi chỉ tăng lên một chút, đương nhiên, nếu Chu Hằng tự mình tu luyện, không có một hai tháng thì đừng mơ tưởng, quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đói lắm rồi, Lâm Phức Hương đáng thương nói, Chu Hằng đưa tay đưa ra ngoài, nói, dường như có chút thịt, thiên tài muốn ăn móng heo của ngươi, Lâm Phức Hương nói, kỳ thật nàng cũng là không ốm mà trên trên thân hai người bọn họ cũng không mang thức ăn dù tính dẫn theo tới thời điểm lặng cũng khẳng định vất toàn bộ chu hằng mỉm cười hàng huyên một lúc với lâm phất hương hai người đều cảm thấy có chút buồn ngủ nhao nhao ngủ lâm phất hương yên tâm lớn mật ngủ chu hằng lại vẫn duy trì cảnh giác cực cao ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm hắn nào dám ngủ chỉ là để thân thể nhận được một tia nghỉ ngơi thôi dù sao hắn đạt tới tụ linh cảnh vài ngày không ngủ cũng không sao nơi này tuy rằng bầu trời không sáng nhưng cũng không đêm tối, bầu trời luôn luôn là phía màu máu đỏ, khiến người ta hoàn toàn không có quan niệm thời gian. Sau khi Lâm Phức Hương nghỉ ngơi đủ, hai người tiếp tục đi tới, mà càng đi phía trước, huyết khí nhấp nhô càng đặc hơn, gần như sắp hình thành một loại mờ mịt. Lại nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phía trước màn hào quang màu trắng ngà, nhưng không cách nào xuyên thấu màn hào quang để nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phức Hương muốn đưa tay, nhưng bị Chu Hằng kéo lại thiếu chút nữa để cho nàng ngã, quở mắng, xú tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta sao, ngươi thật là đủ lớn gan, vật này là cái gì cũng không biết cũng dám sờ, ngươi không sợ mặt trên có kịch độc, làm thối nát tay ngươi, chu hằng thở dài, hắn hiện tại thật sự hối hận mang vị đại tiểu thư này cùng tới, lâm phức hương đỏ mặt lên, hung hăng liếc mắt chu hằng một cái, xoay qua chỗ khác ngồi xổm xuống, nàng sớm không phải đối thủ của chu hằng, chỉ có thể dựa vào chiêu lợi pháp tinh thần thắng, chà đạp Chu Hằng ở trong tưởng tượng, Chu Hằng lăng không chém ra một quyền, đánh vào trên quần sáng, với tu vi hắn lúc này, lực cách không cũng có thể dễ dàng đánh võ giả, yêu thú luyện thể tầng 12 đỉnh phong, thành nhục bính, thình thịt, một tiếng nổ nặng nề vang lên, quần sáng vẫn như cũ, ngay cả một đạo gợn sóng cũng không sinh ra, Chu Hằng không tin tà, thình thịt thình thịt thình thịt, hắn huy động liên tục hơn 10 quyền, nhưng đều như trâu đất xuống biển, không chút động tĩnh nào, ai, Vĩ hẹp hỏi ngươi chưa ăn no sao? Khí lực không còn nữa. Lâm Phức Hương ở một bên treo nói, nhìn thấy Chu Hằng mất sức, nàng tự nhiên khôi phục sức sống. Chu Hằng không để ý tới nàng, đưa tay dò xét. Này, ngươi không phải nói không thể đụng vào sao? Lâm Phức Hương nói, đó là ngươi, ta lợi hại hơn ngươi, đương nhiên có thể thử. Chu Hằng thuận miệng hồi đáp. Lâm Phức Hương tức giận đến dơ chân, nhưng quả thật như thế, Chu Hằng lợi hại hơn so với nàng, xú tiểu tử. Một ngày nào đó bổn tiểu thư vượt qua ngươi, giẫm tên đáng ghét này dưới lòng bàn chân, nàng âm thầm thề, màn hào quang không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, vô cùng chắc chắn, Chu Hằng âm thầm liếu lưỡi, nếu là này màn hào quang chỉ có một căn phòng vậy lớn nhỏ bằng cỡ cũng là không có gì, nhưng bây giờ nhưng lại như là cùng tòa núi cao, này đắt bao nhiêu bút tích mới có thể làm được, chỉ có thể vận dụng hắc kiếm, Chu Hằng ký thác hy vọng vào trên hắc kiếm thanh thần binh này ngay cả xương hàng kiếm đều dễ dàng cắt thành bảy, tám phần, dưới một kiếm ngay cả kim đằng giật tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong đều bị chẻ thành hai đoạn, không biết có thể tiếp tục sự thần kỳ của nó, ngươi lui ra phía sau một ít, hắn gọi ra hắc kiếm, cũng không lập tức chém, mà quay đầu nói với Lâm Phước Hương, để làm chi, không biết, có thể sẽ bắn ngược, tóm lại lui ra phía sau một ít tương đối an toàn, Chu Hằng nghiêm nghị nói, Lâm Phước Hương lại ngọt ngào trong lòng, thầm nghĩ tên này thật cũng không phải xấu, còn biết quan tâm nàng. Nếu như vậy, chờ ngày sau nàng vượt qua tiểu tử thúi này, sẽ đá hắn ít đi mấy đá, ân, bổn tiểu thư vẫn rất thông tình đạt lý, chu hàng nào biết suy nghĩ trong lòng nàng, trong ánh mắt lẫm liệt, hắc kiếm chém ra, u quan nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, không giống như va chạm mạnh, hắc kiếm giống như chém vào đậu hũ, ngập đến tận chui, ông, quần sáng chấn động, giống như nước gợn sóng, ở trước mặt của Chu Hằng tách ra một cái thông đạo đủ một người tiến vào, nhưng sâu vào một trượng, phía trước vẫn là màn hào quang màu trắng ngà chặn đường. Di, không ngờ bị ngươi chém ra, Lâm Phức Hương lập tức tỉnh táo tinh thần, thanh kiếm này thật là sắc bén. Quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đưa cho ngươi sương hàng kiếm, không bằng ngươi tặng kiếm này cho ta đi. Dù sao đều chặt đứt, bổn tiểu thư cũng không ngại, không có cửa đâu, Chu Hằng nhìn chầm chầm quần sáng bị phá vỡ, chỉ thấy hai bên có vô số ánh sáng tràn đầy động, chậm rãi chữa trị quần sáng, tốc độ cũng không nhanh, qua chừng 10 phút đồng hồ mới hoàn toàn khép lại, nhưng toàn bộ quần sáng không một kẻ hở, không nhìn ra từng bị chém ra một cái lỗ to, thứ này còn có thể tự mình chữa trị, lâm phức hương trợn to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt chớp động hưng phấn, 10 phút, vậy là đủ rồi, ngươi ở tại chỗ này, hay là theo ta đi vào, Chu Hằng nghiêm nghị nói, ta cũng không biết bên trong là cái gì, có thể vô cùng nguy hiểm, chính ngươi rõ ràng, đương nhiên là đi vào, Lâm Phức Hương cũng không lo lắng, chúng ta là người trong võ đạo sao có thể không có đảm lượng. Nơi này thần kỳ như vậy, nói không chừng bên trong cất giấu đại cơ duyên tuyệt thế gì, nàng có câu chưa nói, chính là nhận được cái đại cơ duyên này, tu thành tuyệt thế thần công xong, phải hung hăng sửa Chu Hằng một trận, đại cơ duyên, Chu Hằng cười cười, hy vọng có đại cơ duyên, cũng được nhưng đừng lại đào ra một đầu lừa đê tiện hắn xẹt qua một kiếm, quần sáng lại bị rạch ra, Chu Hằng đi vào, Lâm Phức Hương vội vàng theo ở phía sau, cà cà cà, Chu Hằng chém hắt kiếm liên tục, quần sáng phía trước rạch ra từng tầng một, hai người nhanh chóng đi tới, đi đại khái 5 phút đồng hồ, Chu Hằng lại chém một kiếm, cảnh sát phía trước đột biến, xuất hiện một mảnh thiên địa mới, đây là một mảnh núi rừng, đầy khắp núi đồi đều là dây mây màu máu đỏ, giống như một đầu cự thú nằm, có một loại thái độ dữ tợn, ta nghĩ, mục tiêu của chúng ta hẳn là ở địa phương trung ương đi chu hằng chỉ ngón tay phía xa vậy còn chờ gì đi mau lâm phức hương thúc giục bổn tiểu thư sắp chết đói vội vàng tìm được đại cơ duyên sau đó rời khỏi nơi này tìm thức ăn ngon sơi một trận nàng còn tưởng rằng bảo bối chỉ cần cúi người là có thể lấy sao chu hằng thực sự có loại cảm giác dở khóc dở cười nữ nhân này thật quá ngây thơ hoàn toàn không có một chút xíu ý thức nguy cơ tuy nhiên mục tiêu của hắn đúng là ở phía trước đi hắn hào hùng quá độ, võ giả mất đi tinh thần mạo hiểm, tương đương mất đi dũng khí tiến thủ. Hai người đi đến dây mây màu máu, sau 2 giờ, bọn họ đã xâm nhập vào núi rừng kỳ dị này, khắp nơi đều là dây mây máu đỏ, nhìn không thấy một tia tạp sắc. Khi bọn hắn đi tới một tảng đá lớn, Lâm Phức Hương muốn nghỉ ngơi một chút, hai người liền dừng lại tu chỉnh, cứu. Mệnh, đúng lúc này, dưới tảng đá chợt phát ra tiếng kêu cứu, chương 60, tù phạm. Chu Hằng cùng Lâm Phước Hương đều hoảng sợ, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ đến đây lại còn có những người khác tồn tại, thật không phải lại chạy ra một đầu lừa đê tiện đi. Chu Hằng lo sợ trong lòng, nhảy xuống dưới cự thạch, tách ra dây mây hai bên, rõ ràng hiện ra một người, nói là người, lại không thể nói hoàn toàn là người, bởi vì trên thân hắn có một đôi cánh như là con dơi, dáng người cao hơn thường nhân ít nhất ba cái đầu, đây là một nam nhân, cả người trần trụi, làn da màu đen bầm, gầy như cây gậy trúc gần như liền chỉ có một khối xương bọc da. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chỗ xương bả vai có một đôi cánh dơi to lớn, mở ra, bên cạnh cánh dơi lại lộ ra một cổ mùi máu tanh, càng làm cho chu hằng cổ quái là những dây mây màu máu đỏ đều đâm bộ rễ vào trên người của dực nhân, dường như coi máu thịt trên người người này là chất dinh dưỡng. Nhưng rõ ràng không có đồ vật gì cục lấy giật nhân kia, trên người của hắn giống như dây thừng vô hình cục lấy, khiến hắn không thể động đậy chút nào. T hắn lập tức nổi lên một cổ lạnh xương sống a à, lâm phức hương cũng nhảy xuống nhìn thấy một nam nhân lỏa thể nằm đó lập tức xông lên đạp tới một cước hô to một tiếng lưu manh sau đó vội quay người đi một cước này đá vào cánh tay trái dực nhân chỉ nghe một tiếng khớp xương gãy đoạn thanh thúy vang lên cánh tay trái dực nhân lập tức cắt thành hai đoạn người bình thường sẽ kêu cực kỳ đau đớn nhưng dực nhân lại không chút vẻ mặt biến hóa miễn cưỡng ngẩng đầu nói với chu hằng cứu ta thanh âm suy yếu dường như sắp tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa đều có thể tắt bất cứ lúc nào cứ ngươi như thế nào chu hằng tỉnh táo nói hắn đã trải qua rất nhiều việc lạ sớm không phải thiếu niên ngây thơ lúc trước mới vừa vừa ly khai nguyên thạch trấn chỉ cần cắt dây mây trên người ta là được dực nhân nói với thanh âm vô cùng suy yếu ngươi ngươi đến tột cùng là vật gì lâm phức hương hết hồn nàng rốt cục ý thức được tên cánh dài không phải lưu manh cố ý đùa giỡn lập tức sinh ra tò mò lớn đối với hai cánh hắn nàng trốn sau lưng chu hằng hỏi ta là một người vô tội bị một ác nhân bắt dùng loại hấp huyết đằng này ra tấn ta dực nhân vẫn như cũ nói với thanh âm đức quảng bất cứ lúc nào có thể chết đi quỷ hẹp hòi chúng ta mau cứu hắn đi lâm phức hương thương lượng với chu hằng chu hằng lại lắc lắc đầu hắn luôn có một loại cảm giác dực nhân trước mặt nhìn như vô cùng suy yếu nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa nếu hắn đang lừa gạt bọn họ thả hắn ra như vậy chờ hắn thoát khốn sẽ đổi chủ thành khách nói lai lịch của ngươi chu hằng nghiêm nét mặt nói ngươi làm sao sinh ra một đôi cánh ngươi đến tột cùng có phải là người hay không tiểu huynh đệ hiện tại ta quá mệt mỏi không trả lời được lời của ngươi trước tiên ngươi nhổ dây mây trên người ta chờ ta đi ra ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết dực nhân chỉ là thúc giục chu hằng trợ giúp hắn thoát khốn ta không tin ngươi chu hằng lắc lắc đầu nơi này không biết bị đóng cửa bao nhiêu năm, người không ăn không uống, còn bị cái gọi là hấp huyết đằng tra tấn, người bình thường đã sớm chết một vạn lần rồi, thả ngươi thoát khốn, nếu ngươi là ác, ai có thể ngăn trở, dục nhân trước mặt khiến hắn phát lên một cổ cảm giác vô cùng kiên kỵ từ đáy lòng, là loại cấp bậc kim đằng giật ó tuyệt đối không thể cho hắn, cường đại đến cực điểm, tụ linh cảnh lợi hại hơn nữa, nhiều lắm 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, nhưng dực nhân này ở trong này đã bao lâu? ít nhất nửa năm đi, đây là người sao, hơn nữa, nơi này cổ quái, tà khí có thể biến người thành lông đỏ quái, cướp lấy thần trí. Tuy rằng dực nhân suy yếu, nhưng thần trí tuyệt đối thanh tĩnh, nói cách khác hắn không sợ tà khí, chu hằng dựa vào hắc kiếm mới có thể bắt tà bất xâm, dực nhân lại có thể dựa vào chính mình, hơn nữa còn ở trạng thái cực hư nhược, tất cả cộng hết lại, ai cũng chứng minh dực nhân có được thực lực vô cùng đáng sợ. Dực nhân nhìn chầm chầm chu hằng, hai tròng mắt màu đen đột nhiên biến sắc, màu đỏ như lửa, hai đạo hào quang mắt thường có thể thấy được lập tức bắn ra, phân biệt đâm về phía Chu Hằng cùng Lâm Phức Hương, đây quả thực còn nhanh hơn tia chớp, Chu Hằng đã sớm chuẩn bị phòng ngự, nhưng tốc độ hai đạo quang mang cũng quá nhanh, hắn vừa mới vừa kịp phản ứng, hàng mang đã bắn tới trán của hắn, thẳng không mà vào, hắn lập tức run rẩy một trận, chỉ cảm thấy một cổ ý thức cực tà chí ác xâm nhập từ trán, phóng về óc của hắn muốn đuổi ý thức của hắn ra ngoài, chiếm lấy quyền khống chế thân thể, hắc kiếm, chu hàng triệu hoáng ở trong lòng, ông, hắc kiếm trong đan điền lập tức trung lên, khí tức chí cao vô thượng lập tức lan ra toàn thân, như dội nước sôi vào tuyết, nơi đi qua ý thức tà ác lập tức bị thanh trừ không còn một mảnh, ý thức trở về vị trí cũ, chu hằng mạnh mẽ mở hai mắt ra, đã thấy lâm phức hương đã đi bên cạnh tới dực nhân, đang nhổ dây mây trên người đối phương, dừng tay, hắn hét lớn một tiếng, cất bước ra, phóng về Lâm Phất Hương, di, không ngờ không thể khống hồn, dực nhân lộ ra một tiên nghi hoặc, đang muốn thi triển lại, đã thấy trong tay Chu Hằng có thêm một thanh đoạn kiếm u ám tối đen, hàng mang bắn ra, vừa mới đến trước người của Chu Hằng, lại ầm ầm tán loạn, hóa thành trăm ngàn đạo ánh sáng, cái, cái gì? Dực nhân đại biến sắc mặt, nhưng vào lúc này, Chu Hằng đã bắt lại Lâm Phất Hương, kéo nàng trở về. Chỉ là cô hai tay của nàng hãy còn gắt gao cầm lấy một dây mây, bị Chu Hằng kéo một cái như vậy, lập tức rút ra dây mây sinh sôi từ cánh tay trái dực nhân, dị biến nổi bật, dây mây dường như vật còn sống, bộ rễ vừa ly khai thân thể của dực nhân đã đâm tới lâm phức hương. Ngay cả thực lực dực nhân đáng sợ như vậy đều bị hút đến gần đèn hết dầu, lâm phức hương nào có thể so sánh. Dây mây sẽ bởi vì nàng là mỹ nữ mà thủ hạ lưu tình sao, Chu hằng nóng vội, huy kiếm chém xuống dây mây. Ba, một kiếm chém xuống, dây mây lập tức bị chém đứt, mà tuy rằng bộ rễ cắm đến trên lưng Lâm Phước Hương, lại lập tức héo rũ rớt xuống, đau quá, Lâm Phước Hương biến sắc, đôi mắt cắt cao nhăn lại, cắn chặt hàm răng, Chu Hằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lưng của Lâm Phước Hương rõ ràng có thêm một lỗ máu, máu tươi chảy ra, một đoàn vết máu đang nhanh chóng mở rộng. Hắn vội vàng dùng linh lực phong tỏa miệng vết thương, giúp Lâm Phước Hương ngăn máu tươi tràn ra, cái, cái gì, dực nhân chỉ đưa mắt nhìn về phía đoạn dây mây trên mặt đất ngay cả ma hóa hấp huyết đằng đều bị chém đứt đó là bảo vật gì đó là bảo vật gì hắn đột nhiên sáng quắc ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía chu hằng nói tiểu tử đưa thanh kiếm kia cho ta ta có thể cho ngươi thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tỉnh lại đi chu hằng ôm lấy lâm phức hương lui về phía sau hơn mười thước không nên mời rượu không uống thích uống rượu phạt dực nhân lập tức biến đổi biểu tình một cổ khí thế đáng sợ phát ra từ trên người của hắn trong nháy mắt từ bệnh quỷ tinh thần sa sút biến thành cường giả trí tôn tinh vũ vô thượng uy thế vô đào vạn vũ triều bái chu hằng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực mãnh liệt dâng lên từ trong tâm chỉ cảm thấy người trước mặt này tuyệt đối không thể chiến thắng cho dù hắn có cường đại mấy đi nữa đều vô dụng nản lòng thoái chí thầm muốn thần phục dưới chân của đối phương không được ta tại sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy tuy rằng hiện tại nhỏ yếu nhưng cũng không có nghĩa tương lai sẽ không cường đại ảm đạm trong mắt chu hằng lập tức phát ra ra ý chí chiến đấu mãnh liệt càng thiêu đốt càng vượng quanh hắc kiếm trong tay nổi lên cảm ứng tản phát ra một cổ khí thế càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ không dực nhân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn khí thế chí tôn vừa mới mới phát lên lập tức tán đi hoàn toàn một lần nữa biến thành lão hủ cúi xuống đợi chết mà thảm hại hơn chính là phía trước hắn còn có một chút lực lượng chống cự lại hấp huyết đằng nhưng vì trấn áp chu hằng lại tiêu hao không ít bây giờ căn bản không đủ sức chống cự, lập tức phát hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị hút thành thân mình khô khốc, chỉ là sinh mệnh lực dực nhân này cường hãn đến trình độ kinh khủng, cho dù như vậy cũng không chết đi, dần dần thân thể lại có dấu hiệu tràn đầy lên, điều này hoàn toàn siêu thoát chu hằng nhận thức, nhân thể mất đi nhiều tiên huyết như vậy, tuyệt đối đã chết. Nhưng dực nhân này bị hút thành thân mình khô khốc vẫn còn sống như cũ, nhưng lại không phải sống một ngày hai ngày, thời gian tuyệt đối khiến người ta giận sôi đây tột cùng là tồn tại như thế nào, tiểu bối cứu ta, dực nhân lại lệ rộng hai mắt, hai mắt không ngừng biến hóa đen nhánh với đỏ rực, cả người vừa phòng vừa co rụt lại, dường như đang trải qua thống khổ to lớn, hắn vương tay trái duy nhất nhận được tự do tới chu hằng, đoạn cánh tay gãy lắc lắc, nhưng mới vương một nửa đã bắt đầu mục nát, từ bàn tay kéo dài đến cánh tay, rồi đến bả vai, rồi tới toàn thân, tồn tại cường đại đến mức chu hằng khó có thể tưởng tượng, cuối cùng biến thành tro bụi như thế cũng đen đuổi cho hắn nếu không phải hắn nổi lên ác ý đối với chu hằng vốn phát động cũng không nhiều lực lượng đi công kích chu hằng lại không nghĩ rằng ngược lại khiến cho hắn kiếm tức giận cuối cùng cho hắn một kích chí mạng chỉ là kể từ đó chỗ tốt gì chu hằng cũng không mò được dực nhân tuyệt đối vô cùng cường đại nếu có thể hấp thu lực lượng của hắn vậy có thể đưa hắn tới độ cao như thế nào chu hằng không khỏi thầm kêu đáng tiếc hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng tiếp tục đi tới hết thảy nơi này đều vô cùng quỷ dị nếu không có hắc kiếm nơi tay chu hằng lựa chọn duy nhất chính là quay đầu trở về nhưng bây giờ hắn lại có dũng khí tiếp tục về phía trước không biết rõ ràng hết thảy quả thực là một loại tra tấn lâm phức hương đã hôn mê bất tỉnh chu hằng cổng nàng ở trên lưng với thực lực hắn hiện tại tụ linh cảnh cổng nàng trên lưng mấy chục năm cũng sẽ không cảm thấy một chút cố sức đây đến tột cùng là địa phương nào từ tình huống dực nhân mà xem đây hình như là một cái ngục giam hơn nữa còn có khổ hình hút máu, chờ một chút, bộ dạng hấp huyết đằng đầy khắp núi đồi tươi tốt như thế, đến tục cùng đã hấp thụ bao nhiêu máu tươi, Chu Hằng đưa mắt đảo qua, trong lòng phát lên một cổ kinh hải mãnh liệt.